Hôm nay người thứ bảy tôi làm gì tôi chờ người ta gọi mà không có ai gọi hết trơn, trời tôi chán dễ sợ luôn. Tôi tưởng là hôm nay sẽ được đi đâu chơi hay làm cái gì đó, bây giờ không có gì làm nên tôi cứ lên đây hello hello mọi người. Vợ tôi thương tôi mới cho tôi một hũ một ly đá chanh như là ô phở này nè. Chào hello Tuấn Huỳnh, hello Đoàn Thanh Hà, hai team, hai Tina à, hai anh Huy, hai tất cả mọi người. Ủa sao hôm nay thứ bảy mà sao? Trời ơi, hôm nay thứ bảy mà mọi người không có làm gì hết trơn hết ta. Hai bé Hà, chúc mừng Đặng Thanh Hà đã mở dài cái tiệm massage đấm bóp ngang. Để bữa nào tôi quẩn quẩn để tôi tới để coi thực tập viên của Đặng Thanh Hà rờ mó ra sao. Hello Ngân Nguyễn, hello tình yêu, trời ơi tình yêu. Hôm nay thứ bảy không nhậu nhẹt gì hết trơn mà chán đúng không? Thì có hôm nay thiệt chán, không có gì để làm, chán thiệt á. Hôm nay tôi ở trên tiệm tôi cũng chán, không có chuyện gì làm như là sao tóc rụng, tóc dựng đứng hả? Đâu có dựng đứng đâu. Dựng hả? Thế cũng ok đó mà ta. Chắc tại tối nó vậy á. Sáng này nó xẹp mà sáng tối tối cái nó dựng lên à. Tối tối là nó dựng lên à. Hello Tú Anh. Hello Tony Tạ. Trời ơi, thì không ngờ là hôm nay ngày thứ bảy mà mọi người không có đi nhậu nhẹt. Qua đây một bữa ok, bữa nào Đặng Thanh Hà tài trợ giấy máy bay đi liền. Nhưng mà khi mà tôi về bên đó rồi là phải cho tôi về ngược lại bên này ngang, đừng giữ chân tôi lại bên đó nguy hiểm. Hello Julie Nguyễn. mọi người ơi, tôi lên đây thật ra là tôi hỏi là cái câu chuyện của con corona chừng nào nó dừng vậy mọi người. Tóc đứng mà râu rụng vậy. Đâu, râu bình thường mà ta. Mới tỉa, nhìn nó gọn ghẽ. Hớt tóc hớt tai nè, để cho nó sạch sẽ nè cả nhà. Cái câu chuyện corona không biết khi nào nó mới dừng không mọi người ha. Không biết là tiệm của mọi người có bị ảnh hưởng corona không ta. Mà sao thấy mùa này thấy bắt đầu nó hơi ảm đạm quá. Phải không mọi người? Nó hơi ế đúng không? Nhưng mà nếu mà các anh chị em nào mà gần xung quanh ở Chigo đó, nó mới tiệm ế quá, thôi bỏ tiệm đó chạy về tiệm tôi làm, tại tôi đang cần thợ nhiều dữ lắm. Anh là tóc giả đâu có, tóc tóc thiệt nè, giả đâu giả, tóc của người ta đây nè, trời ơi, đang thanh lọc toàn thế giới, ghê vậy, phải không? Hello Raymond, bữa nào lên chắc rủ Raymond lên hát hò, bữa cho nó đã cái cổ họng cái coi. Đúng rồi đó, ế chảy nước luôn đó. Không biết lý do tại sao ha, không biết có phải là tại hôm nay đó là cuối tuần này mới vừa ngày vài ngày hôm qua đó thì ở Chicago tự nhiên nó trở lại lạnh. Thì khi mà trở lạnh rồi đầu nó vắng rồi nữa mình thấy cũng ok. Hello Thế Vinh. Ế triền miên luôn, đúng rồi đó. Cho nên bây giờ đó khi mà trời mà nó ế như vậy rồi đó thì bắt đầu tôi mới nghĩ ra là tôi phải cần gọi cái ông fast boy, cái ông go check in để mà tôi tìm nhân viên go check in, tại trong tiệm tôi có một cái go check in, cho nên chắc bây giờ tôi chuẩn bị tôi nhờ công ty go check in để gửi ra mấy cái coupon dụ khách trở lại. Thì bây giờ tôi định hỏi mọi người là chắc cho 10% là ok đúng không? Chứ mình cho nhiều quá thì tiệm nail khác người ta chửi mình sao? Nên bây giờ cho nhẹ nhẹ 10%. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc là dùng cái hệ thống của Go Check In để mà tìm gửi coupon thì mình nghĩ nó cũng rất là nhẹ nhàng. Thì mình chỉ nói mình tặng khách thôi đúng không? Kêu người ta trở lại. Chứ bây giờ nó ế quá. Còn nếu không đó thì tôi đang suy nghĩ ra một phương kế là trời ơi, hello Phạm Trọng Hiền. Cho nên là mình nghĩ ra một cái phương kế mới đó là bây giờ mình đừng có làm theo thao tác là mình đua nữa. Chắc bây giờ mình làm theo kiểu như là một bộ móng tay ráng làm sao mà nhiều màu vẽ đủ hoa lá cành vô để mà mình kiếm khoảng chừng 90 hoặc 100 đồng một người khách. Như vậy thì mình sẽ làm số lượng khách ít lại. Mình không cần số lượng đông nữa mà mình chỉ cần hai ba người khách thôi là mình đủ sở hữu rồi. Cho nên bây giờ tôi nghĩ tôi khuyến khích mọi người nên chạy theo giữ cái dòng đó thử coi làm sao. Bắt đầu tuần tới tôi sẽ đi vào tiệm tôi và tôi sẽ loa loa lên cho tất cả những anh chị em làm chung với tôi là bây giờ đi lại cái thao tác là mình làm một bộ cho nó nhiều tiền một tí. Như vậy thì mình không cần phải làm nhiều, đúng không mọi người? Còn bây giờ cái con corona thì cứ kệ nó đi, miễn là con rôm corona mà nó vô á mà nó không có đó thì mình sẽ làm trứng nhiều, mình làm một số lượng lớn. Còn nếu mà không mà con corona nó tệ hại quá thì mình chỉ cần lọc khách lại, mình làm một người khách nó giá cao lên, như vậy thì tôi nghĩ nó sẽ ok. Hồi xưa đó thì có một thời gian tôi mê là bột nhúng,
tại là bọn chúng nó dễ ăn tiền quá đi đó. Quảng cáo cho nhiều mà như cờ 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 cũng vằng. Quảng cáo gì cho nhiều cho cờ 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 quỷ. Hồi xưa tôi có một thời gian tôi rất là thích làm bột nhúng, tại vì làm bột nhúng là bột nhúng dễ ăn tiền quá đi, chỉ có tháo ra rồi cái nhúng tới nhúng lui, nhúng tới nhúng lui là ra tiền. Rồi sau này khi mà cái vụ mà sát trùng và vệ sinh nhiều quá nên tôi biến cái bột nhúng đó trở thành bột đắp. Rồi tôi cứ lấy bột nhúng đó rồi mình sẵn nó có màu rồi thì mình cứ pha, giống như là hồi xưa khi mà mình làm bột đó, trời ơi 20% vẫn còn ngồi chơi xây nước đây nè. Dữ vậy hả? Đã hạ giá 20% rồi mà vẫn còn ngồi chơi xe nước, có dùng cái Go check in của Fastboy gửi ra tặng khách 20% luôn rồi đó hả? Hay là tự treo cái bảng lên, tự treo cái bảng lên này khách không có biết đâu, mình phải gửi email về cho người ta thì không chừng người ta đọc được cái email đó, người ta thấy đà giá người ta tới, còn có lý chứ treo cái bảng lên sao người ta biết được đúng không? Đó rồi cái hồi xưa đó khi mà tôi làm bột đó, thì khi mà làm bột xong rồi thì bắt đầu mình thích tò mò rủ rê khách vẽ design. Thì thôi hồi 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 đó thì có mấy cái marble nước, còn nếu không thì mình quậy marble, mà bây giờ có cái dòng treo nó ra, mình dùng chai treo quậy marble cực kỳ đẹp, là bởi vì cái treo á nó không có khô, cho nên khi mà mình đợi ba bốn màu chồng lên nhau mình lấy cái cọ mình quậy quậy cho nó ra như là cái màu nước đó, nó đủ thời giờ nó không có khô, cho nên là cái màu nó loãng ra đi rất là đều. Thì tôi có một thời gian là tôi thích rất là thích làm marble bằng treo. Bất quá mình chỉ có là mình chùi, ráng làm xong rồi mình chùi cái cọ xíu thôi để cho nó không có dính dơ, để mình ghi vào cái chai cũ là nó sẽ ok. Rồi bây giờ đó khi mà có dòng bột nhúng nó ra đó thì tôi dùng cái bột nhúng là tôi đắp bằng acrylic, mà tôi dùng bột nhúng đó tôi quậy marble luôn để cho nó lẹ, để cho nó tiện. Mà đặc biệt nhất đó quý vị, nếu mà go check in rồi đó, dùng go check in rồi mà vẫn còn ngồi chơi xin nước hả, vậy là cái con corona ở cái xóm đó hơi nặng đó. Cái con corona sớm tôi nó nhẹ cho nên nó vẫn còn chưa có tới là như vậy. Cái sớm đó con corona nó hơi nặng đó, phải cẩn thận xíu. Nếu mà mình dùng làm marble mà mình làm mấy cái bông bằng 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 bột nhúng đó mọi người, nó rất là dễ làm. Tôi thấy là mấy cái bột đó rất là dễ làm, bởi cho nên mình ráng làm sao mà khách bước vào trong tiệm mình đừng có để cho người khách làm theo thao tác là cứ ba chục hai chục ba chục hai chục hoài nó chán quá, mình cứ ráng khuyến khích họ làm sao mà ra khoảng chừng 60 chục thì đủ ok. Tôi kể câu chuyện này cho mọi người nghe, hôm nay tôi làm nail thiệt đấy nha mọi người. Đó, hôm nay tôi làm nail là bởi vì cái tiệm đông khách quá đi, rồi khách nó lộn xộn tùm lum tà la cho nên là bị thiếu thợ, cho nên là tôi phải ngồi xuống làm khách. Thì có một người khách này đó là cái nhỏ này tên là con bốn, tiếng Anh nó là con bốn thì nó thật ra nó là April, nhưng mà thì tiếng Việt mình gọi là con bốn, là con tư đó. Cái con nhỏ này nó là diễn viên đóng trong truyền hình nhiều tập cái Empire, thì nó đang sống ở Chicago bởi vì cái đài truyền hình đó nó quay cái video đó, thì nó là tài tử trong cái phim đó, nó là vai phụ gì đó. Nói chung là nó cũng ok, cũng đẹp người, cũng chất tiếng cò cao. Lần đầu tiên nó tới tiệm mình, rồi sau đó cái mình nói sao mà lần đầu tiên mày tới tiệm tao sao biết tiệm tao vậy, xong cái nói chết nó đi về Chicago vì cái đóng phim, vì cái phim Empire của nó tới Chicago nó ở 6 tháng, mà 6 tháng này nó đi tìm những cái tiệm nail khác, người ta toàn là làm những cái bộ móng căn bản thôi, toàn là làm màu treo, nếu không là làm mấy cái móng ngắn, cho nên á là nó không có thích, nó muốn mấy cái móng nó như là ở trên Instagram vậy. Xong cái mình nói cho ok chị Instagram mày như thế nào mày đưa đây tao coi thử coi tao có thể làm được không. Xong cái nó đưa ra nó nói cái móng của tao á, tao chỉ muốn là gắn hoa khô. Mình nói trời vô mánh rồi, hoa khô dễ làm thấy bà luôn, hoa khô đâu có khó làm đâu. Xong cái nó nói chứ nhưng mà tao đi mấy cái tiệm kia đó, mấy cái hoa khô đó mà khi mà tao gắn lên á, nó đắp bột một hồi nó bị gãy cành, cho nên tao không có thích. Ta muốn cái hoa khô nó phải một cái hoa đàng hoàng, mà ta muốn hoa khô thật chứ ta không có muốn là bằng cái miếng giấy dán lên nhìn nó không có được đẹp. Xong cái mình nói vậy hả, thì đúng là hoa khô mà hoa thiệt thì nó rất là dễ gãy cành, bởi vì khi mình đắp bột á mà mình cứ 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 quẹt 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 hoài là nó hay trôi, nó hay gãy, nó hay rụng ra. Cái mình nói ok vậy thôi để tao ráng thử làm một cái bụng bụng tay cho mày đó, nhưng mà hãy đằng nào thì mày cũng thấy người ta gãy cành, bây giờ tao ráng bớt gãy cành cho mày để coi làm sao. Rồi sau đó tôi đi lấy cái tôi kêu nó gì thôi, nếu mà gì mày làm móng 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 trong suốt đi nhìn nó đẹp hơn.
cái tôi lấy, nói chung là tôi lấy cái móng trắng trong tôi gắn lên trước, rồi sau đó tôi lấy gel, mà gel nước bóng cũng được hay là base coat cũng được, cái nó clear là được rồi. Tôi nhiễu lên trên cái móng tay chút xíu, lúc mà cái chỗ mà dán cái móng á với lại cái móng thiệt á tôi dán lên xíu, rồi cái tôi lấy cái đồ cái tăm á, tôi lấy cái bông tôi ấn nó lên thì nó có một chất keo nó dính cái bông đỡ rồi đó, rồi sau đó tôi bỏ tay vô trong cái đèn tôi nướng là nó bị dính, nó đứng cứng trên cái móng nó không có rớt ra. Rồi sau đó tôi lấy cái móng nó ra, tôi lại lấy cái chai treo thường, tôi quét ngay chỗ cái bông thôi để cho nó dày lên cục vậy nè, rồi tôi đi nướng tiếp. Thì khi mà tôi nướng nó khô rồi thì cái lá bông nó đâu có rớt ra được nữa đâu. Trời, tôi thông minh không? Tôi không có làm đeo nhiều, nhưng mà hôm nay tự nhiên trời sao mà nó đi ngang qua mặt mà tự nhiên cái sao xẹt nó đi ngang qua tôi, tự nhiên tôi thông minh, tôi sáng ra mọi người, tôi thông minh dễ sợ luôn á. Cái chiêu đó tôi chưa từng thấy ai làm qua bao giờ mà tự nhiên tôi nghĩ ra đó mọi người. Bây giờ tôi lên đây tôi truyền đạt lại cho mọi người những tình trạng nào, những anh chị nào mà hay bị rụng cánh bông thiệt thì mình nên làm như vậy. Rồi cái tôi để lên gì, tôi lấy cái cục gel clear đó tôi nhiễu lên đầy cánh hoa, là rồi tôi nướng là nó cứng rồi, nó cứng rồi nó đâu có rụng được nữa đâu. Rồi tôi lôi đầu cái móng tay nó ra, tôi lấy cục bột và clip mà thiệt là trong, tôi đắp lên mà cho nó u lên, cho nó dày lên gì nè đó, rồi cái đắp ngược cho xuống, vậy là bông nó dính ở trong đó nó đâu có trôi đâu mọi người. Trời ơi, nó đẹp lên, tôi làm nó cong lên như vậy nè. Mà đúng là mình đang làm cũng ăn gian phải cho nó dày lên, tại vì cái bông nó cũng cao đó mọi người, cho nên làm ở chỗ này nó dày lên. Xong cái tôi sợ nó thấy dày quá nó xấu thì tôi lại tôi vũ ngược ở dưới á mọi người, thay gì á tay người ta lòi ra gì phải không, thì mình làm nó dày quá hay nó cong mà nhỏ, nó không có làm quá dài, nó làm ngắn ngắn cỡ này thôi, thì tôi vũ ngược ở dưới này nè, tôi vũ ngược lên là tạm ra nó nhìn cái móng nó ngang ngang, nó đâu có dày đâu đúng không, nhìn nó không có dày. Trời ơi, vậy là cái bông nó nằm ở trong cái móng tay đẹp, trời tôi nó đẹp tuyệt vời đẹp. Tôi nói trời sao Hùng ơi, Hùng sao mình thông minh quá Hùng ơi, nó thông minh vô cùng. Tôi đi lấy cái treo đó, tôi làm cái bông nó dính chặt vô nó luôn. Trời, nó nhìn vô cái tay của nó, nó nói trời mày biết không, lần đầu tiên thấy cái tay của tao giống như là mấy cái hộp đá mà con cái gì, mấy cái con dinosaur thời xưa, mấy con muỗi hay là mấy con nhện nhện mà nó đông đá vậy đó, nhìn y chang vậy đó. Xong tôi nói thì cái kiểu làm này là cũng y chang như mấy tụi nó đó, tao xài treo tao làm cho cái bông mình nó dính cứng rồi sau đó nó đắp bột đứng lên như vậy đó. Rồi cái tụi nó cái nó làm ra một món thử, cái đó trời đẹp quá Hùng ơi, đẹp quá. Cái tụi nói nó gì, thôi mày làm luôn 9 ngón kia đi để cho nó đẹp, chứ bây giờ mà làm một ngón thì nó hơi lẻ loi đúng không, nhưng mà mày có muốn làm 9 ngón kia không. Xong cái nó thôi làm 9 ngón kia luôn đi chứ làm một ngón nó cũng đẹp. Bắt đầu là tôi dỡ cái bình bông ra, trời ơi tôi gắn in. Rồi cái tôi nói cho vậy thôi bây giờ móng đây á, nó màu vàng mà ta hết màu vàng rồi, vậy thôi bây giờ mình gắn màu hồng hay là màu xanh màu đủng tùm lum tà la cho nó đẹp, tại đằng nào thì bông khô mà, miễn là nó có màu rực rỡ trên tay mày thôi. Cái nó cũng có lý ha. Rồi vậy là tôi kêu nó hả gắn đủ màu lên luôn mọi người, rồi gắn y đạn kiểu gì đó. Tôi gắn móng dài ra, tôi lấy cái bông tôi gắn vô, tôi lấy cái miếng treo tôi nhỏi nhiễu một xíu treo nha, tôi nhiễu một xíu là cái cánh bông nó nằm trong cái cục treo đó, rồi tôi nướng nó là nó cứng đơ thôi đó. 10 ngón xong cái tôi còn chưa có hài lòng mọi người, tôi làm xong một ngón rồi, còn 9 ngón kia tôi chưa có đắp bột, tôi chưa có hài lòng, tại vì làm như tôi còn đang tham. Tại vì tôi đang tham là tôi đang tư tưởng là tôi muốn làm sao mà cho nó ràng 100 đồng đó mọi người, chứ là 30-40 là nó chán quá. Tôi còn đang tham. Xong cái tôi nói nó cho April 44, vậy mày coi có ngón tay của mày này, tự nhiên móng tay mày dài như gì đó mà nó có cái bông nó treo leo quá, tao thấy nó không có được đẹp. Vậy thôi bây giờ mày muốn không, tao lấy mấy cái hộp cườm mà tao gắn lên, rồi tao cũng có là hộp xoàn đủ màu, mà mày xài hộp xoàn nhỏ á, mấy cái hộp xoàn nhỏ nhìn nó đẹp, chứ mấy cái hộp xoàn mà nó bự á là nó hay rớt lắm á April. Xong cái nó nói nhưng mà làm gì cũng được, mà hôm nay là tao muốn làm tất cả những design của tao là phải nằm trong cái móng tay, chứ tao không có muốn nó cộm lên cái móng tay. Tại vì nó cộm lên cái móng tay tao về nhà tao cào đầu của nó xước, tao không có chịu. Rồi tao về nhà tao cào bồ tao nó thấy nó cộm, nó không có ưng ý. Bởi cho nên mình làm sao, miễn là kiểu cọ là phải nằm trong cái móng tay cho tao, tao mới chịu. Cái tôi nói đâu có sao đâu, trời ơi nằm trong móng tay nó còn đẹp nữa đó Tư, nó nhỏ con April là con Tư đẹp nữa. Kia tôi động não mọi người, tôi nói ủa sao cái keo treo này nó dễ ăn quá vậy, nó dễ ăn quá. Cái tôi đưa cái móng tay gì nè mọi người,
móng tay mà chưa 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 cái lớp bột đó nó có một cái bông gì phải không? Cái bây giờ tôi muốn gắn mấy cái hộp xoàn mà hộp xoàn nhuyễn nhuyễn nhỏ 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 đó, cái tôi quét cái treo lên mà cái loại bisco nha, tôi quét lên chút xíu cái tôi đè trong cái hộp bột nhúng, tôi nhúng luôn, tôi nhúng ở trong một nhúng luôn là nó ra là kim tuyến tùm lum tà ra, tôi lấy được tôi phủi 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 vậy là quá trời lấp lánh rồi, lấp lánh ở trong đó rồi. Cái tôi lấy mấy cái hộp xoàn mà nhỏ xíu tôi ịnh dăm ba ngón ở trên đó nữa là nó có hộp nhỏ nhỏ, hộp xoàn to rồi tùm lum tà la, rồi kia tôi làm hết chín ngón kia xong tôi nói cho bây giờ mày thêm màu đi, màu tao thấy nó còn chưa có đẹp lắm, bây giờ mày vẽ thêm hai ba lá cho nó màu lộng lẫy đồ lên. Xong cái nó ờ vậy cũng được vẽ đi, kia tôi lấy màu thường á mọi người, tôi không lấy treo nữa tại lấy treo á vẽ nó hay bị loang loang, nó không được sắc sảo, cứ tôi lấy màu thường. Trời sao con người tôi thông minh lắm, tự nhiên cái tới cái khúc này nó thông minh nó khôn ra, nghèo đàn sinh đạo tặc á mọi người đó. Xong cái tôi đi lấy mấy cái nước sơn thường đó mọi người, nước sơn thường cái tôi lấy cái cọ nhỏ hồi xưa á, tôi vẽ ti ti tủ tủ ra cho nó đủ màu, rồi tôi đè đầu vô trong cái đèn treo tôi nướng luôn cho nó khô cho thiệt lẹ. Nó khô xong cái tôi ra tôi lấy bột clear acrylic tôi làm ịnh lên 10 ngón. Trời ơi, tôi nói 10 ngón ở trong nào là có hoa khô nè, nó có bột nhúng nè, nó có màu thường tôi vẽ nè, nó có hột xoàn linh tinh đính đá sẵn ở trong đó nè, ra hả đắp, trời ơi vũ hả cái hồn nó ra cái hồn nhọn quắc gì nè, cái con nhỏ nó nói trời ơi đẹp quá, lần đầu tiên tôi thấy nó đẹp quá trời đẹp luôn vậy á. Xong bắt đầu cái tôi nó mới hỏi là khỏi này có nhiêu tiền, bắt đầu tôi mới tính tiền bây giờ đó tới thời kỳ tính tiền cái tự nhiên cái tôi bị chột dạ, cứ tôi quay qua hỏi mấy con võ thợ tôi ê ê ê cái bộ này bây giờ tính bao nhiêu tiền đây mấy đứa, chứ bây giờ tao tao làm tao giết quá trời thứ ở trên đây rồi bây giờ tính làm sao đây. Xong cái mấy đứa trong tiệm nói thì bây giờ anh cứ tính ra anh nhét cái gì trong đó thì anh cứ tính theo cái đó, tính từ 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 thì nó ra thôi. Bắt đầu tôi mới ngồi tôi tính nghe mọi người đó, full set tiệm tôi là $40, rồi cái móng trong này thì $5 là thành 45 là móng trong, rồi bà hoa khô thì tới 10 ngón hoa khô nó cũng mắc lắm mọi người, tại tôi mua trên Amazon á mà $2 nó cho cái 2 dĩ à, 2-3 dĩ vậy thôi mọi người. Xong cái tôi tính á, bây giờ tôi nói cho một ngón hoa khô gì á mà mày á mày hoa khô tiệm người ta mà người ta làm nó bị rụng cành hoặc là nó rụng bông nhìn không có được đẹp, nó không có ra nguyên cái bông, còn mấy cái hoa khô của tao là tao làm nó kỹ thuật cao, nó còn nguyên cả cái hoa trên ngón tay của mày luôn, nếu mà vậy tao ăn mày á là một ngón á là chỉ có 2 đồng thôi, 2 ngón thì bây giờ 10 ngón là 10 là 20 đồng hoa khô, 20 đồng hoa khô là thành 65 đồng đó. Rồi á bột nhúng á thì tôi nhúng vô gì tôi nói không có tính tiền, bột nhúng nó rất là dễ nhưng mà tiền công dễ thôi cho 10 đồng nữa đây đó là 65, rồi 10 đồng là thành 75 75, rồi tôi gắn mấy cái hộp xoàn lên nữa, tôi nói thêm 10 đồng hộp xoàn nữa là thành 85, thế là tôi lấy nó 85 đồng dễ dàng ghê sợ. Cái 85 đồng cái nó nói ồ 85 đồng đẹp quá hơn, cái nó cho tôi 15 đồng luôn là chẳng chăm mọi người, nó đưa tờ giấy 100 hả thẳng băng đưa cho tôi gì nè, tôi cầm lên tôi coi đó tiền thiệt đàng hoàng đó, là tiền thiệt đàng hoàng 100 đồng, tôi nói trò sao một cuộc đời nó sung sướng dễ sợ. Xong kia nó mới hỏi tôi chứ ủa bây giờ làm móng tay gì tao thấy đẹp rồi nè, nhưng mà về nhà nó cứ hay bị bong hay là bị hư hay là 2 tuần tao trở lại rồi thì tính làm sao. Xong cái tôi nói chứ miễn là mày biết không, gắn cái này là tại vì tao vừa gắn treo, tao vừa bỏ treo, tao vừa bỏ bột nhúng, rồi tao đắp bột rồi lên, cho nên á mày ráng cẩn thận, mày đừng có cạo cấu nhiều quá thì nó hay gãy, nhưng mà tao đắp bột dày lắm mày đừng có lo nó mới gãy đâu. Nhưng mà 2 tuần tới nếu mà mày tới đây đó mà feel đó, mà nếu mà tao có lụm được mấy cái bông khô nào mà nó nhỏ xíu tao in vô thì tao feel thêm lần thì được, còn nếu không á thì mày lấy sơn mình sơn lên, còn nếu mà mày cảm thấy mày muốn nữa thì còn một cách nữa tao cũng có thể làm cho mày là mày ngâm ra mày làm lại từ đầu. Xong cái con đó nó nói chứ vậy thôi ngâm ra làm lại từ đầu đấy mày ơi, chứ bây giờ phiêu mà phiêu vô bây giờ lửa mấy cái bông nhỏ xíu sao phiêu sao bỏ vô, rồi sơn thì người ta không thích mà gắn hộp xoàn lên trên chạm chỗ thì nó cào nó còng kềnh quá, nó dướng tóc người ta, nếu không mà lấy cọ dẻ ở trên thì người ta không thích, tầm thường quá, bởi trên mình là làm cao cấp, mình làm ở trong cái móng luôn, tôi làm ở trong cái móng luôn, bởi tôi nói thôi bây giờ lần sau mày tới tao ngâm ra tao làm lại bộ mới, mà bộ mới mày thì cũng 85 rồi, tiền công ngâm ra cho 10 đồng nữa khoảng chừng 95 chứ nhiêu đâu đó. Xong cái con đó nói vậy cũng được, cái nó nói bao lâu trở lại,
tôi nói khoảng chừng 10 ngày hay là 2 tuần mày trở lại đây đi. Tuy rằng bông này nó khô, nó nằm ở trong đó nó chết rồi, nhưng mà mày coi cái bông, biết cái bông khô mày nó cũng bị chán. Bởi cho mình tới đây khoảng 10 ngày tới làm lần, 10 ngày làm lần. Tôi dặn nó vậy với mọi người. Xong cái nó ồ ok gì cũng được. Cái tôi nói gì thôi mày viết tên của mày xuống đây, rồi số điện thoại mày tới đây. Tao là tao, tao tao yêu quý khách của tao lắm. Mày khỏi cần làm appointment với tao. Mày đừng có gọi vô tiệm, mày không cần appointment. Để tao làm appointment với mày. Tao tự bỏ vô trong cái phone của tao là 10 ngày sau là phải gọi con April, nhắc nhở nó tới làm bộ mới 95 đồng. Đó, tôi bấm vô trong cái iPhone đó, tôi bấm như nè. Là tôi nhắc luôn trong cái phone của tôi đó mọi người. Cho nên bây giờ đó, tôi làm được cái chuyện đó ngày hôm nay, nó suôn sẻ, nó trôi chảy mà nó rất là tuyệt vời. Cho nên tôi nghĩ đây là một cái kế rất là hay, tôi lên chia sẻ cả nhà. Là bây giờ mình đừng có kêu khách làm một appointment với mình nữa, mà mình tự động làm một appointment với khách luôn. Đó, thì đằng nào bây giờ ai là không có iPhone, ai là không có calendar, đúng không? Thì mình bỏ trong cái iPhone mình viết tiếng Việt cũng được. Bây giờ 12 tuần là khách tới, thì bây giờ mình nhắn ở trong calendar mình làm 10 ngày. 10 ngày gọi con nhỏ đó, lý lịch con nhỏ đó, con nhỏ gì tên gì luôn. Tôi viết vi một bài văn luôn ở trong cái appointment book của tôi á. Trong cái điện thoại của tôi á, điện thoại tôi đang làm livestream chứ tôi không, tôi đưa ra cho mọi người coi. Tôi viết rõ ràng luôn, lý lịch luôn. Con April, con này là tài tử đóng phim Empire ở Chicago, rồi làm bộ bông bông khô, thích bông khô, nhét design trong móng. Lần trước là làm 85 cho tiền ship 15 đồng là thành 100 đồng. Đó, rồi gọi 10 ngày tới, gọi nhắc nhở tới phiêu, còn nó không lột ra là bộ mới là mình tự hiện luôn. Là tôi làm cái kiểu đó luôn mọi người. Mình phải thời điểm này là mình phải có một cái kế hoạch thiệt là đồ sộ để mình có thể đi ngược lại cái con corona, như vậy mình mới có tiền mọi người. Chứ nếu mà mình yếu bóng vía, mình cứ ngồi đó mình chờ sung rụng là cái con corona nó giết mình đó mọi người. Cho nên tôi lên đây tôi mới chia sẻ những cái kinh nghiệm là mình phải đi ngược lại hết đi. Đó, nếu mà bà con nào mà thấy cái kế hoạch của tôi đi được thì cho tôi trái tim đi. Rồi sau đó tôi sẽ lên một cái kế hoạch thiệt là đồ sộ hơn nữa, để tôi triển khai cái kiểu làm mới kiểu gì cho mọi người cùng thấy hay không mọi người. Hay chứ bộ. Tại cái điện thoại, thật ra mọi người không có để ý cái điện thoại Apple đó, là cái chức năng dung dịch dung lượng hay là memory nó rất là lớn. Mình viết hả là cả 100 cuốn truyện kiều nó vẫn còn memory nữa mọi người. Bởi cho nên mình cứ chích ra 1 phút 2 phút mình ghi cái lý lịch con khách ở trong đó, cái con đó là con gì, nó làm gì vậy vậy vậy, để cho mình biết là mình phục vụ nó như thế nào. Như vậy mình mới cảm thấy mình là người phục vụ tối đa đó. Còn bây giờ chờ khách gọi vô làm gì, để mà làm hẹn thôi, mình tự động mình gọi khách đi để cho người ta cảm thấy mình là người như là phục vụ cao cấp. Đó, thì vấn đề phục vụ cao cấp đó là như gì này mọi người. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình đi ha. Đó, mà mình đi bác sĩ, đúng không? Mình đi bác sĩ rồi cái anh kêu con April, tưởng kêu em. Cái con khách đó tên là April. Ok, vậy thôi, để tôi chuyển qua là con 4 đi ha. Tại April đó là thứ tư, là con 4, con đó là con 4 đó. Đó, rồi cái... đó, bởi cho nên á, làm mình ví dụ như bây giờ mình đi bác sĩ đi, thì bác sĩ nhiều lúc mình làm nail mình bận lắm chứ bộ. Mình làm nail mình rất là bận, rồi chưa kể là chuyện mình còn phải đi nhậu nhẹt hoặc đi shopping ở ngày mấy cái ngày cuối tuần, rồi đầu tuần thì mình còn phải đi chơi đầu này chơi đầu nọ, mình đâu có rảnh đâu. Khi mà bác sĩ á, mình làm hẹn bác sĩ lúc nào cũng gọi mình, nhắc nhở mình. Thí dụ gọi ơi hùng ngày mai là mày có hẹn tới tái khám á nghe hùng nghe. Đó, cái mình mới nhớ, ok, vậy mai mốt mình tới. Mình phán vậy, thì bây giờ bác sĩ á, người ta đi học á, là trình độ cao lắm mọi người. Bác sĩ học nhiều hơn neo đó. Mọi người nghĩ sao? Nghĩ thật ra là bác sĩ học khó hơn neo nhiều. Nó khó khoảng nhiêu ta? Để coi, làm neo thì học mà ăn gian thì chắc khoảng chừng tháng trong trường. Còn bác sĩ người ta học chắc là 7-8 năm gì đó. Mà neo thì mình có thể mua bằng, chứ bác sĩ người ta đâu có mua bằng được đâu. Bởi cho nên là học bác sĩ nó khó hơn là làm neo. Mà học bác sĩ khó như vậy mà người ta còn gọi điện thoại để nhắc nhở khách, huống hồ chi mình là làm nail mà liên quan gì mình không gọi nhắc nhở khách được.
trời mình rảnh quá mà, đang ế rảnh quá mà đâu có làm gì, thì mình cứ gọi mình nhắc nhở khách đâu, có sao đâu. Bây giờ là cởi từ nay qua tuần sau là kế hoạch của tôi là tôi sẽ lên trên tiệm là tôi coi khách hết. Ví dụ như khách này làm 15 đồng thì mấy cái loại khách mà 15 đồng, 20 đồng hay là sửa ngón hay là không có cho tiền là tôi không có chịu làm hẹn với tôi đâu. Mệt lắm, mình lựa những người khách nào mà làm 70-80 trở lên một cái tay đó, rồi nếu mà bữa nào rảnh rảnh làm chân nữa thành cả 100 đồng rồi. Mà nếu mà 100 đồng một người mà một người, bình quân người ta cho mình 15 đồng, 20 đồng một người khách, mình làm có 3 người khách là cũng được 70-80 rồi, tiền cò rồi, rồi còn 3-4 người khách kia là mấy trăm đồng, có phải là sướng không? Còn đứa nào mà nó thích đua thì cứ cho nó đua đi, đứa nào mà nó làm mà nó cứ lo chạy đua, mày chạy một đống thì mày cũng ra 200, mày ngồi mày thở thôi, còn tao là 3 con khách tao cũng gói tao về. Như vậy là tao nghĩ cái kế hoạch gì nó rất là có lý đó mọi người. Mình cứ tình tan mình lọ mình làm khách sang thôi. Nhưng mà đó, tôi thấy gì này mọi người, người ta nói là cái gì ta, coi mặt bắt hình dung đó mọi người. Coi mặt bắt hình dung cái đó là rất là quan trọng nha mọi người nghe. Đó, khi mà mình đi vô cho mình vô trong tiệm nail mà khách mà nó ngồi xuống mình á, là tự nhiên là mình thấy con nào mà nó có cái hào quang, nó sáng chiếu ra, con người nó thơm tho, con người nó dễ thương, là cái loại khách đó là cái loại khách mà đúng là cái tiêu chí tôi muốn. Còn khách nào mà ngồi, thí dụ như bây giờ tôi diễn giải cho coi có được không nha. Đó, thí dụ như khách đó. Đó, để tôi diễn giải cho khách, ví dụ như mình kêu cho ở sit down please, thì con khách người ta ngồi xuống gì đó, ta ngồi xuống gì là tự nhiên là tôi thấy là cái hào quang của người ta lịch sự đàng hoàng. Còn cái loại khách nào mà ngồi xuống cái đụng như vậy là ghê lắm á nha mọi người. Khách nào mà nó ngồi xuống cái đùng gì là nó nặng bóng vía đó mọi người. Mấy cái khách đó hả, là tao nói chỗ ngồi nó đì lắm, là một hồi là nó đì thấy bà nội luôn. Là khách nào mà tôi thấy mà ngồi xuống một cái bịch là tôi nói rồi, loại này là tôi không có nói chuyện đâu nghe, tại càng nói chuyện nó càng đi, nó lạ dữ lắm. Có nhiều khách nó lạ dữ lắm, mà như nhà rảnh rỗi hay cái gì đó, cái nhà nó rảnh rỗi nó không có chịu về nhà. Có nhiều loại khách không có muốn về nhà, chỉ có muốn ở trên tiệm làm nail thôi đó, mà làm gì đâu mà cứ hay hành xác đó. Có nghĩa là tôi thấy gì nè, có những cái loại người khách làm như là nó phải đi mình thì nó mới được hạnh phúc á mọi người, hình như vậy á. Nó phải đi mình nó mới cảm thấy hạnh phúc, mà nó đi mình mà mình càng càm ràm thì nó càng sung sướng. Nó không vậy á, có cái kiểu khách nó không vậy á, nó về nhà nó được hả dạ hay sao đó. Bởi cho nên tôi mà gặp cái loại khách đó rồi là tôi không im re em rè, tôi không nói gì hết trơn á, tôi không rằng riết gì hết trơn chọi á. Muốn sơn màu gì tôi sơn màu đó, kêu tư vấn tôi nói không, tao không biết tư vấn là gì hết trơn, bây giờ mày chỉ màu đi, mày muốn màu gì tao sơn màu đó, chứ không có tư vấn tôi viết gì hết trơn á. Hỏi design không, nói thôi mày đừng có làm design, cái tay mày làm design xấu lắm, đừng có làm design gắn hột sòn chỉ mất công tháo xuống cũng vậy à, mày cứ sơn một màu thôi cho nó đẹp đó. Bây giờ thí dụ như bây giờ chọn theo màu là mùa đông, chọn theo mùa đi, thí dụ như mùa này là mùa đông nó đang ảm đạm thì sơn cái màu cho nó trắng một xíu, còn khi mà ra xuân á thì sơn nó hồng tí, hè thì nó nổi hơn, rồi vô đông thì gần tới Noel rồi sơn màu kim tuyến không đồ. Là tôi cứ chỉ cái bài ca đó cho những cái người khách nào mà tôi cảm thấy là nặng móng vía, hay là khách mà khách không có rơ đó. Còn khách nào mà nó vừa ngồi xuống nhẹ nhàng nha, mà nó cái nhan sắc nó mà nó nổi ra có hào quang sáng chiếu, là cái loại khách mà nó có, tôi cảm thấy giống như là mùi tiền đó mọi người, giống như là cái con này nó cho tiền mình vô điều kiện nè, nó sẽ cho mình nhiều tiền đấy nè. Mình là tự nhiên là tôi tư vấn khách, cái này không phải là dụ khách mà là mình tư vấn khách, mình dùng những cái trí tuệ thông minh của mình để mình tư vấn nó đó, đúng không? Thí dụ như á, móng tay đứa nào mà nó cắn á, có nhiều đứa mà nó hay cắn cái móng tay gì nè, nó cắn á, là tôi nhìn cái móng tay là tôi biết nó là loại khách gì liền đó mọi người. Đó, đúng rồi, đen xì là em cho đợi 1 tiếng, trắng thì nói tiếng Anh giỏi thì em cho làm liền, còn không hiểu tiếng Anh thì em cho chờ tiếp. Trời, cái này ác á nha Vicky nghe, cái này là tôi không có chỉ kỳ thị, tôi chỉ nói với tiền, tôi không có vấn đề nói màu da trong này nghe Vicky, cái này hơi ác xíu. Cái này hơi ác. Nhiều lúc á, mình làm nail á mọi người, để cho cái nghề của mình nó dễ dãi và số tiền mình làm được nhiều tiền hơn, để cho nó lẹ việc, mình phải cần dùng trí tuệ đó mọi người. Nhiều lúc nha, tôi thấy nha, tôi dùng trí tuệ tôi đó,
Tại vì tôi là mẫu người thông minh đó. Má tôi hồi xưa hay nói tôi là lục dạng thông minh. Mà tôi thông minh thiệt á. Tôi học cái gì tôi học cũng lẹ hết trơn á. Chỉ có làm là tôi làm chậm thôi. Tại nhiều lúc mình làm biếng, mình làm đồ mình không có muốn làm. Nhưng mà mình học cái gì tôi học cũng lẹ hết trơn á. Tôi mà ra đường mà tôi thấy mấy đứa nào mà làm neo gì vậy, tôi về nhà là tôi nghĩ ra là tôi biết làm liền á mọi người. Đó, tôi thông minh lắm. Trời, nhìn cái mặt là tôi biết nó thông minh rồi. Nó thông minh. Bởi cho nên nhiều lúc á, nếu mình cảm thấy mình là mẫu người thông minh, mình nên sử dụng cái chất thông minh của mình á để mình đi kiếm tiền á cho nó dễ ăn xíu, để cho nó khỏi bị đầy, đúng không? Chứ tự nhiên mình không có chịu dùng cái thông minh của mình cho nó ngồi đó, cho nó đi ra đi hết đi xối chán luôn, nó còn chưa hết đâu. Bởi cho nên mình phải ráng để ý là mình phải dùng tư duy để mà mình làm việc đó mọi người. Đó, tôi về. Tôi là tôi về nghe. Ví dụ như á, khách mà vừa vô mà mấy cái loại khách nào mà nó cắn cục hết mấy cái móng tay này, nó cắn nó trơn trọi, nó dùng móng tay người ta 100%, nó cắn còn thụt vô còn có 30%, nó đưa cái nú ra gì nè, cái ngón tay mà nó đưa nguyên cùng thịt ra gì, thấy có phải là xấu không, xấu xí lắm. Mà mấy cái con khách mà nó có cái móng kiểu gì đó là nó có thích làm mà làm manicure, là manicure là nó ít tiền lắm, tôi không có chịu, tôi không có thích làm ít tiền, là vô là ngồi tôi tư vấn liền. Mà trước khi tư vấn là tôi phải hả nhìn mặt bắt hình dong, tôi nói ngay đại là nó không có cãi đâu hết trơn, tôi nhìn móng tay gì tôi nói ê có phải là mày hay cắn móng tay không, nhìn cái là biết rồi, người ta móng tay 100% mà nó cắn sao mà còn có 30% mà nó đưa nguyên cục thịt lòi ra gì là biết nó cắn móng tay rồi, đúng không? Ai là không biết hết, đó là cắn móng tay. Tôi nhìn cái tôi nói ê mày cắn móng tay phải không, sao mày cắn phải không, là nó ừ liền, nó trời sao mày giỏi vậy, sao mày nhìn móng tay tao mày biết tao hay cắn móng tay, mày giỏi dữ không đó. Thấy chưa, nói tao là dân móng tay chuyên nghiệp. Bởi cho nên đó, những gì mà tao tư vấn cho mày nó quan trọng dữ lắm. Tao khuyến khích mày á, mày mà để tay cùi như vậy hả, là tay mày không bao giờ trở vẻ đẹp mà bình thường hết trơn trọi á. Mày phải nghe lời tao, mày gắn móng giả vô đi. Đó, mày gắn móng giả vô, tại vì móng giả nó mới nhiều tiền, chứ nếu mà làm móng thiện đâu có nhiều tiền đâu. Đó là tôi khuyến khích là gắn móng giả. Mày gắn móng giả vô đi thì cái bệnh gắn móng tay mày nó mới được lành lặn. Mà bây giờ mày nghĩ mày có thử hết trăm ngàn cách để mà trị cái bệnh gắn móng tay mày chưa? Nó nói có, tao có mua nào là ớt nè, tao có mua tiêu, tao mua này mua nọ. Nhiều lúc tao mua hả là tôi nhúng 10 ngón tay tao vô trong đó, rồi sau đó tao đi làm, tao làm rồi mỗi khi tao cắn á thì nó cay cay, nên tao mới nhớ là tao không có cắn. Nhưng mà cái bệnh này á là cái công việc của tao, là tao rất là cực ở trong công ty. Xong tôi hỏi ủa mày là cái nghề gì vậy, cái nó nói tao là tiếng Anh đó. Qua tiếng Anh nó nói làm sao ta, tôi suy nghĩ hả, ở gì mà secretary đó. Đúng rồi đó, secretary đó. Secretary có nghĩa là tiếng Anh thì nói vậy, nhưng mà thật ra dịch ra tiếng Việt là nó làm cái bộ phận như là mấy cái đứa nô tì đó mọi người. Có nghĩa là trong công ty nó là cái quan mà ai sai nó cũng được hết trơn á. Sai nó đi 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 photocopy, rồi sai nó đọc email, sai nó đi đi mà dĩ nhiên là boss của nó là chủ của nó thôi, là nó đóng nó làm cái việc nó là vì giống như là mấy con nô tỳ thời xưa mà trong phim Hoàng Cung vậy đó, là chủ nó cứ sai giặt nó đó, mày đi mua tao ly cà phê, nếu không mày đi giặt ủi dry clean cho tao, nếu không là mày chuẩn bị hồ sơ cho tao, mày đi photocopy cho tao, nếu không mà tao lấy cái viết tao đây tao làm việc rồi này nọ chẳng hạn. Vậy là cái nghề nô tỳ đó thì nó làm cái nghề đó nó cực lắm, nó rất là cực. Mà tôi coi phim mà phim kiếm hiệp thì tôi cũng thấy mấy con nô tỳ nó rất là cực, nó rất là stress, có nghĩa là nó rất là cái gì ta, làm nó mệt mỏi đầu óc đó mọi người đó. Xong bắt đầu cái tôi nói cho ọt tay của mày á, mày cùng như vậy nè, mày làm cái nghề nô tỳ của mày thì mày rất là stress, tao hiểu rồi, tao biết rồi. Mày bây giờ mày sức kem phấn ớt đồ lên nó không bao giờ được đâu. Bây giờ tao khuyến khích là mày gắn móng giả lên đi. Mày gắn móng giả lên thì khi nào nó mới trị được cái bệnh mà cắn móng tay của mày. Xong cái nói thư ký hả, secretary đó là thư ký hả? Ủa phải không đó, kheo lì thư ký hả, chứ không phải nó là con sen hả? Tôi chết cha rồi, ủa thư ký chết rồi sao, tôi trong đầu của tôi nghĩ nó là cái nghề con sen không, mà tôi không nghĩ nó là thư ký. Tôi nghĩ nó là con sen là tại vì chủ nó cứ sai giặt nó đi làm đủ thứ trò hết trơn thì nó là con sen. Hay là không chừng hồi xưa tôi gọi con sen, bây giờ là có đi học đi đồ tôi gọi là thư ký á, có thể là vậy. Như nói chung là cái secretary phải không, để tôi về tôi kiểm chứng, tôi hỏi con, tôi hỏi con Google coi nó có phải là secretary đó là cái thư ký hay là cái con đồ tì. Nhưng mà đại loại là cái nghề nó như nhau, cái nghề nó như nhau có nghĩa là chủ nó cứ sai giặt đó, cứ sai cho nó đè hết hỏi mà thấy con cái mặt con nhỏ lòi ra là sai. Mấy thằng chủ nó lạ lắm, bình thường nó không có sai, mà khi nó thấy cái đầu nó là đầu sai à. Thấy cái bệnh lý này cho tao, bị lấy cái kia tao, thì đại loại là cái nghề đó đó, đó cái nghề đó đó.
Xong cái tôi kêu nó bây giờ mày gắn móng giả vô đi thì nó mới trị được cái bệnh của mày. Xong cái nó nhưng mà gắn móng giả vô rồi á, rồi tao cắn nó chảy máu, tại vì móng giả nó dày, nó chảy máu. Xong cái tôi mới nghĩ ra một kế mọi người. Tôi nghĩ là tôi tư duy, tôi nói nó liền. Tôi nói mày biết không, nhiều lúc á mày mà đi á mà chỗ mà mấy cái món tiệm móng tay thường người ta không có tư vấn mày á, là người ta làm móng tay của mày nó dày quá đi, bởi cho nên khi mà mày cắn á, mày cắn mày cốt ý mà mày mày bị stress, mày lo, mày bị chủ mày nó đì mày, nó suối mày làm này làm nọ, mày vô mày cắn nó chảy máu là đúng rồi, tại vì móng tay nó dày quá đây, nó cứng quá đi. Tao á là tao làm cái kiểu khác, tao làm nó thiệt là mỏng, nó mỏng y như là một tờ giấy quyến vậy đó. Đặng chi, đặng khi mà mày cắn cái nó dễ lột ra đó, nó đâu có đau, thì mày cắn nó tróc ra, mày cắn nó tróc ra, rồi cái 5-7 ngày mày tới tao gắn bộ, 5-7 ngày mày tới tao gắn bộ vì nó tiện. Chứ nếu mà mày làm nó dày quá mày cắn nó đau mày đó. Xong cái con nó nói có lý ha, đúng rồi đó, vậy thôi bây giờ mày làm móng tay nó dài ra đó, nó dài ra mà đừng có dài quá, nó lù lú hơn cái đầu thôi, tại vì tao không muốn cái tay tao nó lòi cái cục thịt thụ lù ra như vậy, nó dài nó lù lú ra thôi đó. Nhưng mà mày làm sao mà nó mỏng mỏng á, mà nó lòi dễ rớt đó, tại khi mà tao cắn nó rớt ra cho nó tiện. Mỗi khi tao mà cắn là tao phải dí vô làm sao mà cho cái tay nó rớt ra thì tao mới ưng lòng. Chứ nếu mà tao mà cắn mà nó gãy răng tao hay là nó chảy máu là không có được. Khi tôi gắn cái bộ móng tay nó hả, tôi đắp hả mỏng danh nè. Trời ơi, tôi làm sẹt lẹ ơi là lẹ, mà tôi nói tôi làm chuyên nghiệp kinh khủng luôn. Trước tiên á mọi người, tôi chỉ cho. Trước tiên tôi lấy cái móng ha, là tôi không có dán lên trên cái móng tay. Tôi dán lên cái cục thịt của nó. Tại vì cái móng tay người ta nó nằm tuốt ở trong đây nè mọi người. Cái móng tay người ta 100% là cái móng tay rang gì đây. Nó cắn quá, giờ cái móng tay nó còn có 30% nó lòi nguyên cục thịt rang gì. Chỗ đâu mình gắn móng, mình gắn móng giả thì móng giả nó cứ keo, mà tôi gắn lên cục thịt nó đó. Đó, tôi gắn lên cục thịt. Xong cái đó cho nó lung lay như vậy. Xong cái tôi nói mày yên tâm đi, nó lung lay. Nhưng mà khi ta đắp bột lên thì nó sẽ dính cứng. Cái nó nói, cái nó tư vấn nó mọi người, mình làm mình phải tư vấn nó. Xong cái nó nhưng mà mày gắn móng tay lên cái cục thịt của tao nó lung lay gì, mà móng tao trên tuốt trên đận trên này mà em chịu gắn lên trên này mà mày gắn chỉ cục thịt. Xong cái tư vấn đó tôi nói cho mày yên tâm để mày biết đổ xi măng không đó, cái nó đổ xi măng làm sao, tôi nói đổ xi măng tráng nền nhà đồ này nọ đó, nếu không mày quay mấy thằng cầu cống mà nó đi trải nhựa đường á kìa, nó y chang y đảng vậy thôi. Thì tao gắn cái móng tay lên cái cục thịt mà nó rung rây, nhưng mà tao đắp bột lên như là trám xi măng vậy, cục xi măng là nó trải ra, nó đè lên trên, rồi khi mà nó khô nó cứng rồi thì nó cứng yên, nó rất nghiêng, nó không có nhúc nhích nữa đó. Xong cái tôi tư vấn nó rồi, cái nó ok để nó quay làm sao, cái tôi làm ý đảng vậy thôi, tôi gắn lên cái cục thịt rồi sau đó tôi đắp bột lên lớp mỏng dánh gì, nó khô cái này nó cứng ngắc rồi đó, nó cứng ngắc. Xong tôi lung lay cái móng tay tôi đó, rồi mày lung lay rồi mày thấy chưa, nó đâu có rớt ra đâu đó, mày mới đừng có cắn, mày cắn thì nó sẽ lung lay, nhưng mà mày để yên đang ý đảng vậy là được rồi đó. Xong rồi tôi cắt, tôi vũa xong rồi cái nó nhìn móng tay hả, trời ơi, móng danh gì nè. Xong rồi tôi nói bây giờ móng tay mà nó mỏng như vậy á, mày đừng có sơn nước sơn thường, tại vì á mày sơn nước sơn thường á, mày cắn á nhiều lúc cái nước sơn thường đó là nó chảy vô trong miệng mày làm sao, lỡ may mà nó có hóa chất hay gì đó là mày bệnh. Mày thấy không, hổm rày người ta nói corona mày phải cẩn thận, mày phải rửa tay, mày không được bỏ tay vô miệng mày kìa. Mày đừng có xài mà mày cắn móng tay chi cho mệt, bây giờ mày xài qua treo đi. Treo á là nó không có rớt ở trong miệng mày đâu. Mày cắn là mày cắn nó gãy cái miếng bột này nó đi luôn cái treo, chứ không có rớt cái miếng màu trong miệng. Xong cái con nó nói gì cũng lý, rồi tôi sơn màu treo lên. Đó, tôi gắn móng đó rồi tôi quét lên, tôi sơn màu treo. Rồi ra xong rồi 50 đồng. Trời, 50 đồng là đẹp quá rồi, còn gì nữa, cái móng tay mà gắn kiểu gì lên làm dễ ợt cái ợt á. Trời, tôi làm nó như có 15 20 phút gì là xong rẹt rồi. Xong ra 50 cho mừng, tiền cò là 60, thấy dễ chưa. Cái con hồi nãy á thì làm 85 cho 15 tiền cò, con này 50 đồng cho mừng tiền cò, sơ là 25 đồng tiền cò rồi. Mà tiền cò là tiền gì, tiền ngu, đâu có làm gì đâu, nó cho mình nó tiền ngu chứ còn gì nữa, sướng muốn chết luôn, đâu có làm gì đâu, mình chỉ tư vấn thôi, nó cho mình 25 đồng đó, rồi cộng 85 đồng với 50 đồng là thấy 135 trước khi chia chưa, ngon dễ sợ, làm rẹt. Xong rồi cái tôi lấy cái số điện thoại của nhỏ luôn, tôi nói bây giờ đó mày tao là tao hiểu cái tay của mày rồi, mày là cái quan cắn móng, bây giờ tao hiểu được cái là mày làm cái nhiệm vụ nô tì của mày, mày rất là stress, bây giờ mày cứ lo mấy cái chuyện cơm áo gạo tiền của mày đi, tay của mày để tao lo, mày đừng có lo gì, tay mày nó rụng ngón nào thì mày tới đây tao gắn lên ngón đó đó, văn phòng mày gần đây cho nên mày đừng có, mày cứ yên tâm đi, mày rụng ngón nào mày tới đây lúc đó không có yên tâm, mày không có lo gì hết trơn.
trơn cho ấy. Còn nếu mà rụng năm móng tao tháo ra tao luôn nguyên bộ mới, thì thường cái tay mày nó như vậy, tôi dặn nó như vậy nó yên tâm. Cái tôi nói bây giờ tên mày tên gì, rồi mày số điện thoại số mấy để tôi bỏ vô trong cái phone của tao đây. Mà bây giờ đó là tao đề nghị mày á, là nếu mà móng tay của mày mà nó gãy hồi nào thì mày cứ gọi tao hồi nãy để tôi gắn lên cho nó đẹp, chứ cái nghề của mày nằm văn phòng mà tự nhiên là 10 ngón mà rụng hết ngón, đưa 9 ngón ra như cái móng tay con quỷ gì nó gớm lắm. Bởi vì mà tới đây đây rụng ngón nào tôi gắn ngón đó liền tại chỗ đó. Còn nếu mà trong vòng 4-5 ngày mà nó rụng hết 5-6 ngón thì mày gọi tới tao, tao làm quần bộ mới. Mỗi lần làm bộ mới 10 ngón á, thì chỉ có 50 thôi, làm y đạn kiểu vậy. Mà bây giờ mày gắn một ngón thì 5 đồng đó, thì chia đều ra ngón 5 đồng 5 đồng. Nếu mà bây giờ hôm nay mày rụng 3 ngón thì tăng 15, mà mày ăn á, mày gãy hết bài lần thì ăn 25, còn bàn này còn ok thì giữ bàn ok, còn cái bàn mà nó rỡ gãy rồi thì ăn 25 đó. Mà còn nếu mà cảm thấy mà nó xấu xí tao tháo ra luôn ở 50. Bởi cho nên nó tôi tư vấn nó vậy, cái nó khoái mọi người, nó thấy tôi rất là chuyên nghiệp, trời ơi nó ríu rít, tôi lấy số điện thoại tôi nói rồi, mày yên tâm mày cứ về làm đi, 5 ngày tao sẽ gọi mày một lần để tao hỏi tư vấn của tay mày rụng mấy ngón. Nếu mà nếu mình 5-6 ngón thì tao khuyến khích tới luôn làm nguyên hàng 10 ngón luôn. Đó là tôi lấy số điện thoại, thấy khôn không? Đó là bởi vì cho nên bây giờ nha, tôi thấy là thay vì chờ khách nó gọi mình chỉ mất công nó mệt lắm. Trời ơi, nhiều lúc á người ta đi làm, người ta đi chơi, người ta có con, có công chuyện. Nên mấy cái đứa mà làm cái nghề mà nô tì kiểu như con nó trong văn phòng nó sai đi xối tráng đâu có rảnh mà nó gọi mình chỉ nó mệt vậy. Thay vì vậy mình lấy số điện thoại mình gọi nó. Tôi gọi ngược lại. Đó, bây giờ là tôi chơi chiêu là khách vô là tôi coi mặt bắt hình dong, tôi lấy số điện thoại tôi liệt kê làm một cái lý lịch luôn, nó bự thù lù luôn. Ở trên phone tôi á thì tôi bỏ vô cái lý lịch nhỏ nhỏ, còn trên tiệm là tôi làm nguyên cả một cái lịch bự tụng đùng vậy nè. Là tôi cứ ngồi tôi bấm cái con này hôm nay á nó vô đây là tình trạng nó là móng ngắn nè, bệnh của nó là bệnh hay cắn móng nè, mà lần này nó làm 50 nó cho mình 10 đồng nè. Đó là tôi nói y ra liệt kê hết y chang vậy luôn. Là bữa sáng sớm vô đó mà tôi vô mà tôi coi không hôm nay mà trời mà mưa giông, hay là coi tin tức mà nó nói là dự báo thời tiết trời lạnh trời mưa sấm sét rồi này nọ, là tôi coi cái số hẹn nó không có khách, là tôi lật ra cái lý lịch khách là tôi coi con này nó tới đây 10 hôm rồi nè, bây giờ còn chờ 2 hôm nữa thôi là nó sẽ tới. Thì tôi gọi nó, tôi nhắc nó, ê mày mày tới tỉnh tao 10 hôm rồi ấy nghe, còn 2-3 hôm nữa mày chạy tới đây mình làm móng tay đi, tao làm hẹn cho mày rồi này nọ. Là tôi bây giờ là tôi thấy hả, là mình nên làm cái chiêu đó mọi người, mình nên làm cái chiêu đó, bởi vì mình sẽ nâng cao cái tay nghề của mình lên thành một cái tầm coi như là tiệm nail quốc tế hay là cái gì đi mọi người, cho nó thiệt là cao cấp. Như vậy là lúc nào là mình cũng sẽ có tiền thôi đó. Chứ bây giờ mình không có chịu có một cái âm mưu như vậy á, mình ở trong tiệm mình cứ ngồi chờ sung rụng, trời ơi hôm nay tin tức nó nói corona lần sau cái nó tới con này con nọ, trời ơi tôi nói thiệt á, nồi mà ngày nào cũng coi cái tin tức cái kiểu đó yếu bóng vía ngã đùng ra chết hồi nào cũng hay á mọi người. Tôi ghét nhất là coi tin tức nghe. Tôi tin tức là tôi chỉ có coi trên Facebook thôi. Trong tiệm của tôi hả, là tôi không có bao giờ mở tin tức hết trơn á. Khách nó vô nó kêu mở tin tức, tôi nói không, tiệm tao nó không có cable. Xong cái nói chứ nhưng mà mày mở mấy cái đài local cũng có, tôi nói không, TV này không có mở tin tức được đâu, mày mở những cái đài khác được, mà nó mở tin tức không bao giờ được. Là tôi không thích mở tin tức nó hay hù khách lắm mọi người. Con bữa nọ, trời ơi khoảng câu chuyện này chắc là khoảng 7-8 năm, hàng chục năm về trước vậy đó. Cái bữa đó hả, từ cái câu chuyện đó ha, mà tôi ấm ức cái trong lòng tôi là tôi giận cái đài TV miết tới bây giờ mà tôi vẫn còn chưa có nguôi giận luôn mọi người. Cái câu chuyện nó là như vậy. Bây giờ tôi đang rảnh ra để tôi uống miếng nước rồi tôi kể câu chuyện nó nghe. Câu chuyện nó là như vậy. Tôi không có nhiều chuyện, mà tại vì mình khơi dậy cái lòng của mình u uất cái trong lòng của mình. Bữa kể nghe, bữa nọ tôi đang làm mà hình như là thời đó là cái thời mà treo mà nó còn nằm ở trong cái lọ đó mọi người. Cái treo mà nằm ở trong cái lọ mà giống như là cái lọ mà quẹt môi quẹt đồ đó, nhỏ xíu mà mình nhặn ra vậy nè. OBI hồi xưa làm mấy cái nhỏ đó. Rồi cái mình lấy cái cọ mình dít miếng cái mình chét lên trên móng tay nó vậy đó. Nói chung là thời treo đó. Rồi sau này một thời gian rồi nó mới làm ra cái treo mà bằng cái chai đó. Cái thời đó là mình xài đèn mà đâu có biết là LED hay gì đâu, mình cứ toàn là xài mấy cái bóng LV thôi đó, mấy cái đèn.
cái tôi đang làm khách ngon trớn à, ý trời ơi ngon tỉnh queo tỉnh rụi vậy trơn trời, tôi ngồi tôi làm con khách ở trò tôi chuyên nghiệp lắm nghe, là tôi làm hả, tôi trình độ à, tóc tai gọn gàng, ăn mặc lịch thiệp rồi dữ lắm, trời tôi mặc đồ siêu siêu sang lắm, nó làm ngang ngon lành dễ trơn vậy. Cái khách nó đang nó nướng tay, nó đút ra đút vô, nó nghe cái đèn bíp 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 bíp, trời tôi nói y chang như là trong cái phim robot vậy, nghe nó đã cái lỗ tai. Cái tự nhiên cái đài tin tức nó nhảy lên, nó tới cái tivi mà mình mở càng đó, thì cái tivi nó có chương trình này chương trình nọ, và bao hồi nó có là nhạc, rồi nó bao hồi nó có cái này có nọ, cái nó tới đài tin tức nó nhảy lên. Trời ơi, tới đài tin tức nó nhảy lên, cái tin tức đầu tiên mà tôi còn nhớ là cái con là ABC số 7 của Chicago đó, nó nhảy lên nó nói đại khái như là loa bà con đây là móng tay coi chừng là cái UV nó làm cho mày bị ung thư da đó, nó là nói đại loại là như vậy đó, là nói đại loại là bị ung thư da đồ này nọ. Cái con khách nó nghe ung thư da nó mất hồn, tôi kêu nó nướng đi, cái nó thuộc tay ra như vậy nè, cái tôi nói không, kêu của mày là mày phải nướng ở trong cái máy nó mới khô chứ mày thuộc ra thuộc vô nó không có khô đâu, chiều nó có khô đó, cái tôi đè, tôi lấy cái tay tôi đè nó vô, tôi phải nướng gì nữa, nói kia nó nói trong mày coi cái tivi kìa, cái tivi nó nói là cái đèn nó làm cho ung thư da rồi này nọ. Từ đó hả là tôi hận cái đài tivi luôn, trời tôi hận kinh khủng, tôi rất là vô duyên dễ sợ luôn, trời ơi, ung thư da ung thư bà nội mày á, trời tao mà biết số điện thoại mày tôi gọi lên đó tao bắn dốt, tao chửi cho mày biết nào là ung thư da. Trời tôi nói thiệt nghe, tao mà tôi nói tiếng Anh tao chửi, tao chửi không được, tao chửi tao diệt, tao kêu người ta diệt tiếng Anh tao chửi mày đó, chứ tôi thấy tao tức quá mà, chứ tự nhiên cái gì đâu mà ung thư da, quỷ sứ tao đang làm ăn mà phá hại tao mà ung thư da cái gì, bây giờ mày quay đi Mỹ trắng kìa, nó đâu có chịu mà ở trong nhà hay là trong lùm cây hay trong ống mát đâu, trời ơi trưa hè nắng nực muốn chết luôn, nó ra ngoài nằm phai thay ra gì, nó nướng nắng trời, sao mày lúc đó mày không chịu nói ung thư da đi, nắng mặt trời trói như vậy, tao Việt Nam mà tao phải kiếm cái lùm tao chui vô đây nè, mà mày nó mày nằm thể lai ra đó, trai gái gì mày nằm thể lai ra đó để rồi mình nướng nắng, chưa kể là mày nướng nắng cái đã rồi mày còn đi vô trong then mình bếp, là mày nướng ở trong cái then mình bếp nữa, rồi lúc đó mày không chịu nói ung thư da đi, trời ơi tay của tao có chút xíu gì mà ung thư da, ung thư mình nói mày ung thư da gì, trời cái đèn nó có chút xíu gì nè mọi người, đâu có ung thư da đúng không, mọi người nghĩ là có ung thư da không, đâu có đúng không, làm gì ung thư da được, bắt quá là ung thư ngón tay thôi chứ làm gì ung thư da đúng không, tại chọn cho có chút xíu gì nè kêu ung thư da. Trời ơi từ đó tôi giận cái đài tivi giới sợ giận luôn, là tôi nhất định là trong tiệm tôi không bao giờ mở cái truyền hình đó nữa trơn trọi. Tôi đang làm ăn ngon lành, cái nó kêu lên vậy, con khách đó nó mất hồn luôn, nó nói thôi mày chùi ra đây, ta không có muốn cái này, nó ung thư da đó, nó nói vậy đó, nó nói vậy rồi giờ mình nói làm sao, không lẽ mình nói mày đừng có tin cái con đài tivi mà nói gì sao được đúng không, tại con tivi nó ngồi trên đài tivi nó sang chảnh nó nói thì người ta nghe nó vậy thôi, cũng giống như là bây giờ trên Facebook như vậy nè, cũng có nhiều đứa nói chuyện như điên á mà nhiều người thích coi hoặc là nhiều người ta đẹp sang cỡ như tôi thì nhiều người coi đó, chẳng hạn vậy đấy đó. Tự nhiên lúc đó tôi giận cái đài tivi vô cùng kể luôn, không bao giờ mở cho đài tivi trong tiệm của tôi nữa, tôi chỉ mở nhạc hay là mở này mở nọ thôi đó, là bỏ luôn cái chuyện đài tivi. Bởi cho nên nhiều lúc á nha mọi người, mình làm neo á, không phải là mình chỉ có chờ cái tay nghề của mình, hoặc là chờ tay nghề của trong thợ, hoặc là chờ cái sản phẩm, mà mình phải coi hết tất cả những gì trong tiệm của mình luôn. Tôi khuyến khích năm nay chúng ta phải còn có một cái âm mưu cao độ hơn nữa để chúng ta có thể gìn giữ được cái nghề neo này, đánh lại cái con corona. Chứ nếu mà mình mà yếu bóng vía mình ngồi đó là cái con corona nó hại đời mình đó mọi người. Hôm nay là tôi thấy mấy tuần nay nó ế dữ lắm rồi, cũng cái vụ mà corona tôi tức dễ sợ luôn á. Nhiều lúc con khách ở nhà nó vô trong tiệm kia nó nói tôi chứ, ồ mày mày là dân Việt Nam hay là mày dân Tàu vậy, xong tôi nói không tao Việt Nam. Ủa Việt Nam của mày nó nằm sát bên láng giềng của con Tàu phải không? Tôi nói thì cũng gần bên như đó, chạy qua chạy lại hoài. Xong cái nó vậy là mày có biết cái con corona không? Tôi nghe nó hỏi là tôi nghĩ rồi, tại tôi thông minh mà mọi người, tôi rất là thông minh, tiếng Anh thì tôi không có nhiều, tôi biết bập bẹ thôi, nhưng mà thật ra là mình có thể đoán được là cái câu kế nó nói cái gì, mọi người mình thông minh mà đó. Xong cái nó nói chứ cái con corona đó nó có bay qua bên xứ của mày không? Tao nghe nói là cái con nó nguy hiểm lắm nghe. Cái tôi nghe nó nói vậy là bắt đầu là tôi chột dạ rồi. Cái con đó tự nhiên cái con nó khách lạ từ đâu chạy tới không biết nữa. Cái nói là tự nhiên cái tôi chột dạ. Xong bắt đầu cái tôi dán tóc lên. Tôi dán tóc bắt đầu là tôi xăng tay áo lên, là tôi không có hung hăng gì với nó hết trơn trọi á. Tôi chỉ cãi lý lẽ với nó thôi, tại vì cái con này thuộc diện là cái con điên. Đó, bởi cho nên là tôi bắt đầu tôi nói lý lẽ đó.
cái tôi ngồi nha, tôi dán tóc đàng hoàng lên, tôi dán tóc lên cho cái mặt cho nó thánh thiện, cho nó sáng sủa ra, là coi như cho mình thấy giống như là mình học thức chút xíu, hiểu không? Bằng nail thì biết rằng là bằng tôi mua, nhưng mà không, chuyện đó tính sao, nhưng mà biết rằng là vậy, mà tôi cũng là dân có trình độ đó, tôi tỏ vẻ tôi không phải là người có trình độ rồi nè, chứ không có phải là vẫn chơi vẫn mặc cái tôi được đâu. Cái ngồi chơi lên bàn, tôi mới nói đó, tôi nói mày biết không, cái con corona đó đó, thật ra nó không phải chỉ có chạy qua chạy lại Trung Quốc với Việt Nam đâu, mà tao nói là nó chạy qua luôn bên Ý nè, rồi nó chạy qua luôn bên New York, nó chạy qua bên San Francisco, nó chạy khắp cái địa cầu này rồi, chứ không phải chỉ có chạy qua chạy lại rảnh đâu, mà nó chạy qua chạy lại chỉ Việt Nam với lại Trung Quốc đâu, nó chạy tùm lum rồi đó. Nhưng mà cái con corona này nó là cái bệnh, nó là một cái bệnh, khi nào mà người ta bị bệnh á, mà có cảm giác giống như là bị cảm cúm hay là bị flu, tại vì nó là dòng họ flu, thì lúc đó mình mới cần đề phòng. Còn bây giờ tao đang ngồi bình thường, mà coi nhiệt độ tao rất bình thường, tao không có phải là ho hay là tao cũng không có quẹt mũi quẹt đàm gì hết trơn, đây người tao rất là sạch sẽ, mà chẳng những tao sạch sẽ mà tao còn đeo mặt nạ nữa, mày thấy chưa? Mày thấy không, mày thấy tao đeo mặt nạ không? Đó là mày nghĩ sao mà mày nói cái corona, tiệm tao là rất là sạch sẽ, không có corona gì mà sống được ở trong cái tiệm nail của tao hết trơn. Trời ơi, nội con corona nó vô tao lấy sao tao vô xịt nó chết bà rồi chứ đó, mà đừng nói chi mà corona gì mà sống tiệm tao, mày yên tâm đi đó. Nhưng mà cái chuyện corona thì nói qua một bên, cái chuyện tao nói cho mày nghe nội, mà nước Mỹ ở cái xứ Chicago này thôi nè ha, Chicago này thôi là bình thường nó cũng có là mấy chục ngàn người chết vì bệnh mà flu bình thường rồi, chứ đừng nói chi mà corona. Xong cái đó nói chứ chết gì mà flu, tôi nói ảo thì flu, theo mày flu nè, còn regular flu nè, nếu không là cold flu là cái gì đó, flu gì mà quá trời, miễn là những cái chỗ nào bị biết flu lại gì không, tôi giải thích cho nó nghe luôn. Tôi nói hả, giống như là mình là am tường như là y học dân tộc miệt vườn đồ này nọ gì đó, mọi người là tôi lôi ra tôi nói cho nó nghe hết trơn á, tôi tư vấn cho nó nghe luôn. Cái nó sau khi tôi nói cho nó nghe rồi, nó tin tôi răm rắp luôn á mọi người. Tôi nói vậy nè, tôi nói á, sở dĩ mà nó có mấy cái con virus đó là bởi vì á, mùa hè thì nó nóng á, thì á, mặt trời nó rọi xuống nó nóng quá thì cái gì nó cũng nở ra, mày thấy không, cái gì mày cũng nở ra, thí dụ như make up mày thì cũng nở ra, rồi cái mặt mày nó cũng nở ra, cái gì nó cũng nở ra, con người mày cũng nở ra. Rồi bây giờ tự nhiên tới đông thì nó lạnh thì mày phải teo lại đó, thì mày teo lại, cái gì mày cũng teo lại, con người mày cũng teo lại, tại vì mình lạnh mà, cái gì mày cũng teo lại, cái con virus nó cũng teo lại đó. Thì khi mà nó teo lại rồi mùa đông thì nó nở ra, mùa hè thì nó nở ra, mùa đông thì nó teo lại, thì cái nhịp mà nó cứ nở giãn vậy thì mấy cái con virus đó là nó vô trong người của mày, người mày nó đâu có biết là cái con đó con xấu hay là con nào con tốt đâu, thì nó cắn nhau thôi, thì virus nó vô người mày nó cắn nhau thôi, đúng không? Rồi khi mà nó cắn nhau thì con nào mà nó thắng thì nó thắng thôi. Ví dụ như bây giờ trong người của mày có nhiều vi khuẩn đó, con vi khuẩn nó vô, vi khuẩn trong người của mày nó đang có trong vi khuẩn đây, vi khuẩn trong người của mày nó đang có ở đây, đó là con vi khuẩn hiền, đúng không? Con vi khuẩn ở ngoài nó chạy vô tại nó lạnh quá, nó chịu quá lạnh quá thì nó phải có tìm chỗ trú chứ, đúng không? Nó bay vòng vòng ở ngoài nó bị chết làm sao, nó lạnh mà, bởi cho nên nó cần chỗ trú. Khi mà nó vô con người của mày rồi bị mờ hả họng ra vậy thì nó bay vô trong ngõ này, rồi sau đó là nó vô đó nó ẩn trú thì mấy con vi khuẩn hiền ở trong người của mày tưởng nó là con lạ, con di cư lạ, thì nó cắn nhau, thì hai con cắn nhau, thì nếu mà nó cắn nhau mà con vi khuẩn ở trong người của mày á mà nó thắng á, thì tôi gọi là chất đề kháng mày cao. Còn nếu mà con vi khuẩn trong người của mày mà nó thua thì tao đổi thừa là con flu, nó làm cho mày bệnh, mày hiểu chưa? Đó lý do tại sao mà là do hai con virus nó cắn nhau, không có liên quan tới mày với tao. Cho nên mày yên tâm, thì mày làm nail thì mày cứ ngồi đây, tao với mày là rất là ok, chỉ có hai loại vi khuẩn nó không thích nhau mà thôi đó. Thì khi mà nó cắn nhau như vậy, mà lỡ người nào mà con vi khuẩn hiền trong người mà bị con vi khuẩn ở ngoài nó cắn vô mà bị thua thì gọi là flu. Thì khi mà cái bệnh flu đó là tình trạng là từ Alaska chạy xuống Minnesota tới Chicago về Indiana, là về những cái tiểu bang mà nó lạnh đó là tổng cộng nước Mỹ nó có tới mấy chục ngàn người chết hàng năm, mày hiểu không? Kia nó nói chứ ủa vậy hả, tới mấy chục ngàn người chết lần hả? Tôi nói mấy chục ngàn chờ người chết, mà trong khi đó cái con corona ở bên Trung Quốc tao nghe nói nó mới chỉ có 1,000 mấy à đó. Bây giờ mày so sánh mấy chục ngàn với lại 1,000 mấy, cái nào nó mạnh hơn? Xong cái nó vậy mà tại sao tin tức Mỹ nó không có chịu nói vậy? Xong tôi nói thì cái chuyện virus nó cắn nhau là bình thường, mày ra đường mày thả chó nó còn cắn chứ không hồi chi virus,
Trời ơi, virus nó cắn nhau là đúng rồi. Bởi vì cho nên nó vấn đề virus nó cắn nhau là rất là chuyện bình thường, mà nó cắn nhau con thắng con thua làm cho người ta chết rất là bình thường. Đó, mà không có chuyện gì mà phải lo hết trơn trọi. Cũng vấn đề tin tức là nó phải nói như vậy để cho, ủa gì 77 7 mấy ngàn rồi hả? Thì nói chung là vậy đó. Thì cái vấn đề tin tức này nó phải nói làm sao mà nó cho nó thiệt là đã cái miệng để cho người ta coi. Nó tôi nói à, tôi nói tôi giải thích cho nó nghe luôn. Mày biết không, cái đài tin tức đó nó giống như là đi cái gánh hát xiếc ở Việt Nam tao thời xưa vậy đó. Có nghĩa là mấy cái đứa mà hát xiếc đó là chuyên môn, ví dụ như là bán thuốc lát nè, thuốc trị ghẻ nè, thuốc lang bang nè, thuốc này thuốc nọ. Có nghĩa là đi xiếc lên nó nói làm sao mà cho mấy cái người ta bán được thuốc thì thôi. Bởi cho nên là nó nói rất là hùng hậu để cho mày nghe đó. Chứ thật ra là cái con virus đó là như vậy, chứ không phải là cái bệnh gì mà nó mình phải cần sợ sệt với gì đâu. Nhưng mà mày vô tiệm tao rồi, tao là thợ nail, là tao đã đeo mặt nạ rồi. Nếu mà mày cảm thấy mày chưa an lòng, tao cho mày cái mặt nạ free, không có sao, tụi tao cho mày thấy cái mặt nạ free. Nếu mà mày mà ok với tao mà mày cho tao tiền tip này nọ ngon lành đâu đó rồi, chẳng những vậy tao còn cho mày hai cái mặt nạ mang về luôn. Tao cho mày mặt nạ nước sơn, người ta không cho mà tao cho mặt nạ, mày muốn lấy mặt nạ về tao cho luôn đó. Mà tôi nói hả, cô tôi nói chuyện với con nhỏ đó xong rồi nó ngồi im re luôn đó mọi người. Trời ơi, tôi nói hả, mà tại vì tôi nói cái kiểu như là tôi dùng thông minh, mà tôi dùng trí não mà mọi người, cứ tôi nói cho nó nghe nó thấy chỗ chí lý quá. Xong kia nó thán phục tôi run rúp luôn đó mọi người. Xong cái nó ngồi yên, nó làm cho tôi, nó ngồi yên để cho tôi làm tay nó đâu đó đàng hoàng, nó còn cho tôi 10 đồng 15 đồng nữa đó mọi người. Bởi cho nên nó nhiều lúc mình làm nail đó nha, mình đừng có nghĩ là làm cái kiểu hồi xưa là nó ok. Cái kiểu làm nail hồi xưa nó bị lỗi thời rồi, bây giờ mình phải cần làm nail của kiểu thời nay. 10 năm nào ra năm nấy, năm rồi là năm 19, năm nay năm 20, mỗi năm mình phải cần cao cấp. Cao cấp là sao? Cao cấp á là hồi xưa đó cái tư thế làm nail của mình á là mình chỉ làm bằng một con mắt đó, tại vì mình quá bận rộn, miệng mình thì lại khép mắt, thì mình để một con dòm khách, còn con kia canh con thợ kế bên để mình coi nó làm tới đâu mình đua tới đó. Cái kiểu đó xưa rồi, không cần làm cái kiểu đó nữa. Con nhỏ kế bên nó làm gì, cái bà nó đi đó. Cái nghề này là cái nghề hên xui, thằng nào thông minh, thằng nào nói chuyện mà khách nó run rút, nó cho nhiều tiền là ok. Còn cái con kia nó đua kệ nó đua một hồi nó cũng ra sữa móng hà. Nếu không nó đua một hồi nó cũng toàn là ăn mấy cái đồ khách gì đâu không hà. Không cần, mình không cần. Cái tư duy mình bây giờ là mình phải sống sống làm sao mà cho nó siêu sang lên mọi người, làm nail nó phải cao cấp lên mọi người. Cái con nào mà nó đua cứ để cho nó đua, đợi bởi vì mình biết là khi mà nó đua nó chỉ có sữa móng và làm manicure hoặc đổi nước sơn mà thôi. Cứ để cho nó đua đi, mình không cần hai mắt mình, cái dòm khách mình là được rồi. Tại vì mình khi mà mình dòm khách của mình rồi đó, mình sẽ dùng trí tuệ của mình để mình đối phó với nó. Tôi á, một con mắt là tôi dòm nó coi là con này có phải là dân giàu hay không nè. Con mắt kia tôi nói con này có phải là con nhiều con cái con này nó có thích nhiều chuyện hay không nè. Đó, cái con này nó có dễ chịu hay không nè. Con này á là tánh tình nó như thế nào nè. Đó là tôi dùng hai mắt tôi dòm con khách của tôi thôi, để tôi có thể am tường được con nhỏ này là con nhỏ nào, rồi tôi phục vụ nó, rồi một phát là tôi xin nó số điện thoại tôi gọi luôn. Cứ nghĩa là bây giờ hả, tôi nói với nó đó. Mày biết không? Tao hồi xưa đó là tao đi học nail đó, trong trường nail thì trường nail nó chỉ có chỉ tao là làm một người thợ nail mà thôi. Khi mà tao tới tiệm nail đó, tao làm nail thì tao được chủ tao chỉ tao là mình phải làm một cách phục vụ nào tối đa cho người thợ nail. Tao không có xài cái chiêu đó. Mày thấy tao ăn bạc không? Đó, nè, sang chảnh. Đó, thấy chưa? Tóc tai đàng hoàng, gọn ghẽ, dễ sợ chưa? Mặt mày tao rất là bảnh bao, tao rất là cao cấp. Tao bây giờ tao không phải là thợ nail nữa, mà đợi tao làm nail assistant cho mày. Đó, có nghĩa là nail assistant có nghĩa là sao? Có nghĩa là móng của mày đợi cho tao take care, màu của mày đợi tao lựa cho. Rồi mày muốn mấy cái design nào mà ở trên Instagram hay trên Internet, hay là nếu không là con ca sĩ này con ca sĩ kia mà nó xài á, đợi tao đi nghiên cứu, tao đọc báo cho, rồi tao về nhà tao mét với mày để mày làm. Chứ mày không cần phải chi mà động tay chân hay là động não chứ suy nghĩ cho mệt. Mày chỉ cần mang tiền tới đây thôi, tao phục vụ mày từ A đến Z đó. Thì mình nói thì nó hơi quá trớn, mình tưởng tượng giống như là mình làm cái nghề kia, nhưng mà không phải làm cái nghề kia. Mình chẳng qua là mình phục vụ tối đa thôi, mình phục vụ trên bàn thôi mọi người, mình phục vụ tối đa trên bàn làm nail mà thôi đó. Đó thì tôi nói khách nó làm gì á, mày tới đây tao phục vụ mày tối đa từ A đến Z. Nhưng mà tao nói trước nghe, tao là dân thành thị, tao sống ở Chicago,
tao rất thích sống Chigo, bởi vì dân Chigo này nó có một cái thói quen là 20% tiền tip ngang mày. Đó, mày sống ở Chigo lâu chưa? Khách nó vô ngồi trong bàn tôi là tôi hỏi, ơi mày đâu tới vậy, mày có phải là dân Chigo không? Đó, cái nó mà nói Chigo tôi nói à, Chigo nó là như vậy á, tại vì dân Chigo mới hiểu được cái kiểu đó là làm cái gì thì làm, chê bai thì chê bai, đẹp á thì tính sao, mà chê bai mày cũng phải trả 20% tiền tiếp. Tụi tao nó là như vậy, nó là một cái định luật. Nó cũng giống như bây giờ mày đi ra ngoài đi mà đi mày ăn nhà hàng thì mày cũng phải trả 10% tiền tiếp cho chính phủ. Đó, chứ mày không có thể nào mà không có trả được 10% tiền tip. Mày đi chợ đi búa đi gì mày cũng phải trả tiền tip, mày cũng phải trả tiền thuế. Đó, và khi mà tiền thuế mày vô trong tiệm nail của tụi tao rồi, tụi tao không có lấy thuế thì gọi tí thuế đó là tip. Thì 20%, mày sống ở Chigo là mày phải biết, thì mày cứ tính là 20%, nếu tao làm 100 thì mày đưa tao 120. Đó, đơn giản thế thôi. Bởi cho nên tôi tư vấn con khách tôi dữ lắm. Tôi tư vấn là mình dùng trí não mà mọi người, mình dùng những cái bộ não của mình đó, mình nói cho khách nghe, mình tư vấn. Chứ còn cái kiểu mà làm nail giành giật đó tôi không thèm, nó đâu làm cái kiểu nó chán đó mọi người. Bởi vì khuyến khích làm cái nghề kiểu như tôi đây, làm cái kiểu như tôi rất là tốt. Đó, rồi cái khách nào mà nó cho tiền nhiều đó thì tôi nói mày cho tao số điện thoại, rồi á tao sẽ assist tụi mày, là mỗi 2 tuần tôi gọi mày chạy ngược tới đây để mà tới giờ để mà mày làm móng tay móng này móng chân rồi, chứ mày chi mày gọi tao, mày nhớ tao chỉ mất công vậy, nó động não cho nó mệt, đợi tao gọi mày cho. Đó, phục vụ tối đa mày, để bác sĩ thì bác sĩ nó cũng gọi mày. Đó, chứ hơi đâu mà mày tự nhiên mày gọi bác sĩ hoài chờ chực chỉ mệt, không có người ta gọi. Bây giờ mày ra tòa nó còn gọi mày, nó nhắc nhở nó kìa. Mày không tin đâu, bữa nào mày phạm tội gì để mày ra tòa đi, là cứ trước khi ra tòa 2 ngày là tòa án phải gọi mày nhắc nhở ra tòa rồi này nọ. Thì người ta, mình là người quá bận rộn, mình sống ở Chigo xứ sở nó rồi, thành phố lớn mà đâu có ai đâu mà rảnh rỗi, đúng không? Bởi cho nên nhiều lúc mình bận dữ lắm, mình ra tòa mình cũng phải cần tòa nhắc nhở. Đó, mà mình đi bác sĩ thì mình phải cần bác sĩ đi nhắc nhở. Cho nên là móng tay cũng vậy, mình làm móng tay thì mày làm để cho tao nhắc nhở mày, cho mày cho tao số điện thoại, tao gọi mày tao nhắc nhở cho mày, không cần phải động não. Đó, phục vụ cao cấp là cái chỗ đó. Mà dĩ nhiên là mình cũng phải tinh ranh chút xíu. Những đứa nào mà nó vô mà nó đi cho xối chán hay nó cho có đồng bạc, đừng có gọi, đừng có xài cái chiêu đó. Những khách nào mà vô mà kiểu như đi xối chán hay cho đồng hay đồng, mà có mấy con mà nó không có biết cái dân nó Chigo đó, là tôi nói cho mày cứ gọi vô tiệm đi. Mày muốn gọi hẹn mày gọi tiệm hên xui. Mày biết mà chợ dạo này á, dịch cúm nó tràn lan, với lại trời lạnh rồi tao nhiều lúc tao cũng làm biếng lắm, có ngày tao làm có ngày tao không. Bó mà khi nào tao làm thì tao sẽ làm cho mày, còn cái nào tao không thì mày đi qua mấy cái thợ khác mà làm. Đó, chứ bây giờ tao không có rảnh mà ngồi đây chờ điện thoại mày. Đó, còn lấy hẹn 2-3 tuần mày đừng có hẹn, 2-3 tuần tao quên. Mày hẹn đó mày viết xuống đó tao cũng quên cũng vậy hà, tao không có thích tao hẹn 2-3 tuần. Mày muốn làm móng tay mày cứ gọi đi, sáng rồi chiều mày tới, nếu không nay gọi ngày mai qua. Như vậy thì tao sẽ chịu. Đó, rồi xong tôi biết cái đứa nào mà ví dụ như khách nào mà tôi cảm thấy như là nó không có hào quang đó mọi người. Khách nào không có hào quang là tôi sẽ dùng cái bài hát đó tôi nói nó. Còn khách nào mà nó có hào quang, mà nó đẹp người đẹp nết, mà nó có nhiều tiền đồ này nọ, thì tôi phục vụ cho nó là 2 tuần tôi gọi nó. Đó, dùng cái chiêu đó mọi người. Tôi thấy cái chiêu đó từ đầu năm 2020 tới giờ tôi xài, tôi thấy có lý lắm đó. Có rất là có lý. Mà bây giờ hả, một ngày hả, tôi làm đâu có mệt sức đâu. Tôi làm có mệt sức mà nó nhiều tiền nữa. Là bởi vì tôi biết được mà khách đã cho nhiều tiền hết trơn rồi. Nhiều lúc nghe, nói cái này nè, mà phải dùng, dĩ nhiên là mấy cái người thông minh người ta mới hiểu ra, hiểu không? Như cỡ như tôi mới hiểu ra. Thí dụ như nha, tôi dòm ở trong, tôi sáng sớm tôi tới tiệm, tôi dòm trong số hẹn nè, rồi tôi dòm trong cái điện thoại tôi nói ok vậy là mình có thể biết chắc được hôm nay mình có 100 tiền tip á mọi người. Đó, tôi có thể dòm thấy luôn vậy. Nếu mà bữa nào mà tôi thấy ủa hôm nay như là chỉ có 80 tiền tip, là tôi phải kiếm cách làm sao để mà thuyết phục cho khách nó cho thêm 20 nữa thành 100 cho đủ xã hội để cho nó gọn cái gì hết trơn á. Giống như là mình có thể đoán được đó. Đó, mình có thể đoán được đó. Bởi cho nên làm nail bây giờ là mình phải cần có trí tuệ nữa. Còn có mấy đứa nào mà nó có đua, có để cho nó đua đi, nó đua kệ nó. Thì trong tiệm thường thường á, theo tôi thấy là trong tiệm là thợ nail nào cũng có. Có thợ nail làm biếng nè, có thợ nail á là không có ham tiền, có thợ nail á là đua, là bởi vì chỉ thích đua thôi chứ không phải là gì liên quan tới tiền, nhưng mà nó thích đua. Có nhiều đứa nó thích đua vậy đó, chứ không phải là vì tiền, nó không phải là vì tiền mà nó thích đua. Còn có nhiều đứa không biết đua mà tại vì muốn tiền cho nên bị đua. Đó, còn tôi nói nhiều đứa nha, trời ơi, nó không có biết đua mà nó vì tiền mà nó đua cho tè lè tẹt lẹt, rồi nó tới bán vốn cũng vậy à. Nó cũng vậy, bởi cho nên là có nhiều loại thợ lắm. Nó rất là có nhiều loại thợ, cho nên tôi chọn cái kiểu cách phong cách mới của người thợ nail mới là siêu chỉnh,
Tôi là người thợ nail assistant chứ không phải là thợ nail bình thường nữa. Tôi assistant cho những đứa nào mà nó cho tôi nhiều tiền, nhờ những đứa nào mà làm bộ nail 70-80 và những đứa thợ nail, những khách nail nào mà nó nghe lời tôi. Đó, tôi chọn cái dòng khách đó ra như vậy đó. Bởi cho nên hôm nay á mọi người, trời ơi trong tiệm tôi coi có con nhỏ kia nó đua hả, tè lẹt nó đua đó nữa. Tôi nói trời ơi hả, bắn loạn hết trơn trọi luôn. Mà rút ruột ra nó ra chỉ có 300 thôi. 300. Nhưng mà nói nhỏ nhỏ thôi, nó nếu mà nó nghe được nó tôi nhiều chuyện. Nhưng thật ra nó làm 300 mà tôi nghi. 300 là tôi biết nó làm chỉ có 300 mà thôi. Nhưng tôi nghi là tiền tip nó giỏi lắm chừng 10 đồng bạc thôi. Là bởi vì cái dòng khách nó là dòng khách nó không có hào quang. Mấy cái loại khách không có hào quang á, nó đu 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 hoàn toàn là khách nó không có hào quang. Tôi nghi ai mà thở thời đây mà làm 300 đồng mà chỉ có 10 đồng tiền tip, nghĩ làm sao đặng. Đúng không? Đến đây là 300 thì mình ít nhất phải có 60, tại vì mình 20% mà. Đúng không? Đó chưa kể là mình mà nhan sắc mặn mòi thì khách nó còn cho thêm là 30-40% nữa. Đó, mà tôi nghi là con này có 10% tiền tip thôi, hôm nay tôi kệ đi. Đó, nhưng mà trong khi đó tôi làm 200 mấy, thua nó 20-30 tiền chia, nhưng tiền 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 tip thì nó có tới 70-80, thế cái nào lợi? Trời, tiền tip là lợi rồi, đúng chưa? Có tiền tip lợi là tại vì mình đâu có bỏ công sức đâu, tự nhiên người ta dâng tiền tip mình vậy, lợi sao không lợi, đúng không? Mà tiền tip là tôi còn nói khách nữa, dạo này tôi nói khách luôn, tôi nói khách luôn mọi người là trong tiệm mà để ý đây nè. Đó, biết làm sao? Tại trong tiệm của tôi đó, là ngoài tôi xài cái Go Check In của Fastboy ra thì tôi còn có xài cái thẻ credit card mà giá rất là rẻ của công ty là First Merchant. Nếu mà bà con nào mà muốn tìm hiểu cái mấy credit card thế thì gọi tôi, mét tôi chỉ cho cái chỗ đó giá rẻ dữ lắm. Nhưng mà dù rẻ đi chăng nữa thì nó cũng có ăn phần trăm ở trong đó. Làm sao mà không có, thì khách mà nó quẹt qua thì người ta phải ăn phần trăm, mà khách mà nó cho tiền cò thì nó cũng phải có cho phần trăm trong đó thôi, đúng không? Đó, bây giờ tôi còn có một cái cách khác nữa. Tôi nói khách tôi á, tôi nói ủa mày xài iPhone hả? Khách mà nó vừa xuống đó, tôi là mình phải cần để ý khách mà nó vừa ngồi xuống là nó đợi cái điện thoại qua bên, đúng không? Thì mình bắt đầu với một cái câu nói như là mình thân thiện đó, thì mình gặp nó mình nói này nói nọ, cái tôi nói ồ mày xài iPhone hả, ủa vậy là mày có xài gieo lì không, mày có xài gieo lì hay là mày xài Mimo không? Xong có nhiều đứa nó nói ủa gieo lì là cái gì mày, gieo là cái gì vậy? Tôi nói gieo là cái hệ thống ngân hàng mà nó chuyển tiền qua, nó chuyển tiền lại mà nó không có ăn lợi phí đó. Xong cái nó ủa vậy hả? Cái tôi chỉ nó, đứa nào mà không có tôi chỉ, tôi mở phone tôi ra, đó ra cái gieo là cái này nè. Mày á, mày xài cái này nó tiện lắm. Nhiều lúc mày ra đường quán xá mày đi nhậu nhẹt với bạn mày á, mà mày không có mang bóp, mang giỏ, mang tiền rồi này nọ, mày cứ chuyển tiền qua tiền lại. Nó tiện lắm, nếu không mày ra đường mày gặp ăn mày mà không có tiền lẻ cho người ta, mấy ăn mày nó cũng nhận gieo lì, thì mày cho nó luôn, cái kiểu nó tiện. Nó tiện bây giờ ăn mày chia vô cao cấp chứ lắm, đâu có ai mà mang tiền mặt qua cho trong cái rổ đâu, không có đâu. Cái nhiều đứa ăn mày đứng ngay góc đường nó không xài, nó đưa cái điện thoại đó, nó nhận app. Bà con nào mà muốn cho tiền thì cho bằng app để cho nó tiện. Chứ bây giờ thí dụ như bây giờ đi ngang mà móc ra mà đếm 2-3 đồng tiền lẻ đường ta, nó rất là mất lịch sự. Nhiều lúc ăn mày nó không có thích kiểu vậy đâu, mình móc ra 2-3 đồng là le lưỡi liếm liếm đưa cho người ta, 2-3 đồng nó chửi đó mọi người. Về bà con nào chiêu go phải đi nha, trời ăn mày gặp cái đó nó chửi đó, không có dẫn chơi đâu. Bởi cho nên á là ăn mày chiêu go nó xài app luôn rồi, nó xài app rồi nhận tiền gieo rồi đó, nó chuyển qua bằng ngân khoản đó. Bởi cho nên gặp gặp khách tôi là tôi nói ô mày xài iPhone gì, mày có xài gieo lì không, cái nó chỉ ra gieo lì xong rồi tôi mới nói nó, tôi nói nó mày cho tao tiền cò đó, mày cho bằng gieo đi, mày cho tiền gieo á cho nó khỏe. Là tại vì mày biết làm sao, nếu mà mày cho trong cái thẻ credit card đó đó là tao phải chờ là cái thẻ credit card nó vô trong nhà băng, rồi sau đó nhà băng nó mới đưa cái check cho tao. Bởi cho nó chờ rất là lâu, tao chờ rất lâu, thay vì gì mày gieo tao đi, cái tiền mà mày xài mà mày mày xài tiền nail đó thì mày có thể mày quẹt thẻ credit card cũng được, nhưng mà tiền tip đó thì mày cứ gieo tao, mày gieo tao cho nó lẹ đó. Nếu mà mọi người xài cái chiêu đó là mọi người có thể cắt được một khoản chi phí của thẻ credit card, thấy chưa? Rất là tiện lợi mà dễ xài, mà nó cả cảm tình nữa mọi người. Mình nói chuyện rất là cảm tình mà khách nó cũng khoái nữa, là bởi vì nó nói rất là đúng, là bởi vì bây giờ đâu phải là người nào cũng là chủ xuống làm nail đâu, đúng không? Đại đa số là thợ, đúng không? Mà khi mà thợ mà mình làm nail đi mà khách mà nó cho tiền mình trong thẻ credit card thì mình cũng phải chờ nó phải vô processing, mình phải nói chuyện khách nó có căn cứ. Mày biết không, khách mày mà cho tao tiền ship ở trong cái thẻ credit card là tao phải đợi chủ tao cuối tuần mới đưa cho tao. Còn bây giờ nếu mày gieo tao, tao có tiền ở chợ mua đi đi đi, đi, đi mua mắm mua muối rồi nó cho nó dễ đó. Cái tôi nói nó gì, cái khách nó gieo tôi,
khách nó gieo tiền tip tôi hết trơn hết trọi luôn, bởi cho nên nó là tôi rất là mình làm nail bây giờ là mình phải cần cao cấp mọi người, mình phải cần cao cấp lên chứ đừng có bao giờ mà làm theo cái kế cũ xưa nó chán nhiều lắm đó, đúng không mọi người, phải không đó. Cho nên hôm nay đó mọi người, nếu mà cái con corona này mà nó vẫn còn cảm thấy là ảnh hưởng tới tiệm mọi người, thì Hùng Lê Hùng khuyến khích mọi người nên xài cái app Go Check In. Tại vì Go Check In và Fastboy đó, cái công ty đó đó, là hình như là nó có thông tin khách hàng. Rồi nhiều lúc khi bữa nào mà nó ế quá thì mình nhờ công ty Fastboy nó rải coupon ra để cho mấy cái khách của mình nó biết là mình có đại hạ giá rồi, nó cho nó tới để cho mình trị đi cái con corona. Chứ bây giờ mình ngồi đây mà mình cứ chờ corona hoài, biết không khi nào con corona nó mới trị được. Rồi cứ con corona như vậy nó hại đời thì làm nail mình sao được, rất là cực. Cái đó là một điểm. Hai điểm nữa là cái máy credit card giá rất là rẻ của công ty First Merchant. Nếu bà con nào tò mò về cái máy đó thì liên lạc với tôi để tôi chỉ cho. Nó rất là dễ. Mà thợ nail nào mà làm nail muốn trốn thuế, không phải nói gì kỳ kỳ, muốn trốn thuế nó nhỏ nhỏ thôi, nó trốn thuế thì mình phải kêu khách xài gieo. Gieo là cái app ở trên cái điện thoại, nó rất là dễ xài. Bà con nào mà xài nhà băng Chase, nhà băng CD Bank, nhà băng này, nhà băng nọ là nó có gieo hết trơn á, thì mình xài cái gieo đó, là cái app đó mình có thể kêu khách cho tiền tip qua cái gieo đó. Thì cái gieo đó rất là dễ xài, là mình chỉ cần điền cái số điện thoại mình vô trong cái app đó và mình liên kết vào trong cái nhà băng của mình là khách hàng sẽ trả tiền mình qua số điện thoại. Rất đơn giản, khi nó bấm số điện thoại của nó vô là nó chuyển tiền qua cái rẹt. Dễ ơi là dễ, mình vừa có tiền mặt nè, mình không cần phải đóng thuế nè, mà mình còn có thể nói chuyện với khách, mà mình có thể tư duy với khách bằng số điện thoại, rồi mình coi cái hào quang của khách nó sạch sẽ, nó cho tiền cò nhiều thì mình tư vấn, mình làm hẹn với nó, đừng có cho nó làm hẹn với mình chứ nó mệt, đúng không? Ví dụ như cho nó làm hẹn 3 tuần hoặc là chứ không cả tháng nó mới đi trở lại, nhiều lúc khách nó quên, nó không có rảnh, nó tới làm nail. Còn bây giờ mình làm hẹn với nó thì mình nhắc nhở nó 2 tháng tới 1 lần, thấy chưa? Như vậy là nó an toàn rồi mọi người. Mà dĩ nhiên nói thì nó cũng phải có lý do. Nếu mà muốn trở thành một người thợ nail mà thông minh như tôi nè mọi người, là trước tiên là mình phải tỉa râu, mình phải tóc tai cho nó gọn gàng, rồi áo cũng phải chỉnh chu, đừng ví dụ như là ráng né, đừng có mang dép lào hay là mặc đồ ngủ, tại vì mình mặc đồ ngủ mà mang dép lào đi làm nó không có tỏ vẻ cao cấp, dù là con người mình nó có cao cách mấy đi chăng nữa mà mình mặc đồ ngủ với đôi dép lào nó cũng không bao giờ làm cho mình thánh thiện được, nhìn thấy nó xoàng. Bởi tôi là tôi lúc nào ai nói tôi nghèo tôi chịu, nhưng tôi thích mặc đồ hiệu hà. Tại vì mặc đồ mà không hiểu nó không có sang, mặc đồ hiểu nó sang. Nó sang ra, thì khi mà nó sang ra thì nó cảm thấy con người của mình nó cao cấp lên. Mà nó cao cấp lên thì khách nó không có đầy, đúng không? Mình càng cao cấp khách nó không có càng đầy. Chứ nếu mà mình xuống cấp là khách nó đầy. Khách có nhiều con đó, nó bị giống như là nó bị có một cái bệnh là bệnh gì ta? Cái bệnh ngược đãi người khác đó mọi người. Có nhiều khách nó thích cái bệnh ngược đãi người khác. Thí dụ như vô làm móng chân mà kiểu như nó không có khóe mà nó kêu móc hoài đó. Có cái loại khách lặng vậy đó. Nó không có gì cho mới kêu móc hoài. Miễn là mình móc là nó mình chỉ vừa lấy cái kềm mình vừa chọt vô là nó nhắm mắt. Mình chọt, nó nhắm mắt. Mà mình lấy cái kềm ra nó mở mắt. Nó cái kiểu loại khách vậy đó. Cái loại khách nó có cái loại khách kiểu như vậy, nó không có một cái gì mà nó tưởng tượng là nó có cái gì ở đó đó. Bởi cho nên có nhiều cái loại khách là nó rất là kỵ thị khi mà mình không cao cấp. Cho nên chúng ta vì cái người mới, năm mới này mình phải cần cao cấp lên. Nghèo mà mặc đồ hiệu, trợ tùy theo hiệu, với lại tùy theo cái nhan sắc của mình nữa. Có tôi hiểu là có nhiều người nhan sắc dù có tu bổ cách mấy gì nó cũng không có được đẹp, thì tình trạng đó tội nghiệp người ta. Nhiều lúc cái tình trạng đó tôi thấy cũng hơi tội nghiệp thiệt, mà bây giờ không lẽ giờ mình vui với mình nói chứ trời, chị ơi chị ráng cải cách làm sao chứ tôi thấy bộ đồ của chị được công nhận là đồ hiệu thiệt đó, mà chị mặc thì nó mất ớn à. Nhưng mà cái đó là vấn đề tế nhị mình không có nói, nhưng mà nói chung là thế nên mình phải cần cố gắng làm sao để cho con người mình nó cao cấp lên. Tôi năm nay sẽ là tiền phong làm một người thợ cao cấp trước, điển hình trước, rồi sau đó tôi về nhà tôi kể cho mọi người nghe để chúng ta cùng cao cấp. Như vậy là chúng ta không sợ con corona mà cũng không sợ mấy cái tiệm cạnh tranh, đúng không mọi người? Phải không? Thank you cả nhà. I love you. Bye. Good night.